chương 1824, tỏ rõ ý chí, nội dung ẩn, cũng không phải là thiếu phụ kia ngu dốt, trên thực tế chỉ sợ nếu đổi lại là một người khác, vừa mới nhận thấy biến hóa của địa hỏa chủ mạch, sau khi bước vào thạch thất kia, việc đầu tiên khi nhìn liền thấy một bóng người bị ngọn lửa bao vây đang cấp tốc bỏ chạ xuống dưới lòng đất, phản ứng đầu tiên trong đầu phần lớn sẽ là cho rằng người này có vấn đề, tất nhiên họ sẽ truy kích, như vậy, khó tránh khỏi sẽ tính sai vài chồ. Dù sao trong thiên địa này, có rất ít người tính toán toàn vẹn được, cho dù là Vương Lâm, gặp phải chuyện tương tự sợ là cũng rất khó để trong phút chốc đã kịp phản ứng, biết được đây là kế hoãn binh, thiếu phụ này có thể trong thời gian rất ngắn nhận ra điều đó cũng là rất hiếm có. Nàng bỏ qua không truy kích nữa, tiến sâu vào trong lòng đất. Hành động này bị Vương Lâm cảm ứng được, khóe miệng hắn liền hiện lên nụ cười lạnh, lúc này trong địa hỏa chủ mạch đang tràn ngập hai loại ý chí, một loại là của địa hỏa chủ Long Hồn Loại còn lại là của bổn nguyên chân thân, hiện tại, đến lượt ta ra tay rồi." Vương Lâm ánh mắt lóe lên. Hắn tuyệt không cho phép có người tới quấy rầy bổn nguyên chân thân đang cắn nuốt. Lần thông phệ này đối với hắn mà nói có ý nghĩa cực kỳ trọng đại, đây là cơ hội cho bổn nguyên thay đổi, nhất là đối với người từ động phủ giới đi tới tiên cương đại lục như hắn mà nói, lần thay đổi này sẽ làm thực lực của hắn tăng mạnh, thân thể hắn nhoáng lên một cái, sóng gợn quanh quần dưới chân trong tích tắc liền hoàn toàn biến mất, thiếu phụ kia đang cấp tốc lao về phía trước, được mặt quỷ bao phủ bên ngoài thân thể, tốc độ phi hành cực nhanh. Giờ phút này đang đi về phía trước, bỗng nhiên nội tâm nàng chấn động, thân thể không chút nghĩ ngợi nhoán lên tránh sang một bên. Ngay sau đó, một đạo huyết quang gào thét xuyên qua vị trí nàng vừa đứng trước kia, đâm vào bên trong mặt quỷ, ầm ầm xuyên tới, rơi vào địa hỏa chủ mạch, phát ra tiếng nổ vang. Đó là một thanh huyết kiếm trên huyết kiếm này tỏa ra một luồng sát khí ngập trời mà ở trong đó còn mơ hồ tồn tại khí tức của đạo cổ nhất mạch trong tích tắc khi nhìn thấy huyết kiếm này thần sắc thiếu phụ đột nhiên đại biến huyết sát kiếm trong đạo cổ thất kiếm ngươi không phải là tu sĩ thiếu phụ này xoay phát người chỉ thấy huyết kiếm kia lại nhoáng lên lần nữa bay về phía ánh mắt thiếu phụ này đang nhìn tới nơi đó sóng gợn lan ra thân ảnh vương lâm bước ra huyết sát kiếm vương lâm ánh mắt lóe lên hắn đã đạt được truyền thừa của diệp mịch chẳng qua lại thiếu mất con mắt trái trí nhớ không toàn vẹn không biết nhiều chuyện liên quan tới thanh huyết kiếm này hắn chỉ biết diệp mịch được đạo cổ hoàng tôn ban tặng còn tên cụ thể của nó thì không biết sau khi hiện thân vương lâm không nói gì mà giơ tay phải điểm một chỉ lên bầu trời lập tức từng luồng ánh sáng bảy màu sáng bừng lên bên trong địa hỏa chủ mạch này trong tích tắc đã áp sát hóa thành một thanh trường thương bảy màu ở trước người hắn thanh thương này gào thét lao thẳng tới thiếu phụ kia, thiếu phụ này hừ lạnh một tiếng, tay phải dơ lên tùy ý vung về phía trước. Lập tức mặt quỷ bên ngoài thân thể nàng phát ra tiếng gào thét kinh thiên, trực tiếp lao ra, hướng về cây trường thương bảy màu kia mà cắn nuốt, hầu như chỉ trong chớp mắt, thần thông của song phương đã đụng vào nhau. Trường thương bảy màu kia căn bản cũng không có chút lực chống cự nào, lập tức bị mặt quỷ khổng lồ cắn một cái rồi nuốt sạch, sau đó nhằm hướng vương lâm lao tới sát khí trong mắt thiếu phụ kia càng đậm, cất bước tiến về phía trước, mang theo mặt quỷ kia chạy thẳng tới hướng vương lâm, ngươi tự mình tới đây thì lưu lại luôn đi, giọng nói âm lãnh vang vọng trong địa hỏa chủ mạch này, truyền vào tai vương lâm, vương lâm lui về phía sau, tay áo vung lên. Lập tức kia huyền la kim ấn rít gào bay ra đánh thẳng tới mặt quỷ kia, từ trong kim ấn tỏa ra khí tức cường hãn hơn nữa còn ẩn chứa một tia lực lượng của huyền la, giờ phút này trong tích tắc đã tới gần mặt quỷ, ầm một tiếng liền nổ tung. Mặt quỷ kia phát ra tiếng kêu thê lương, tan thành mây khói trước mắt Vương Lâm, kim quang vạn trượng bùng lên, kim ấn kia nhằm về phía thiếu phụ kia đánh tới. Trong nháy mắt khi nhìn thấy kim ấn này, thiếu phụ hít sâu một hơi, đồng tử trong hai mắt co rụt, thân thể sững lại, cùng lúc đó, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, biến mất bên trong địa hỏa chủ mạch ở sau lưng hắn. Đồng thời, kim quang liền trở nên ảm đạm kim ấn ngừng tiến về phía trước cùng huyết kiếm hoàn toàn biến mất chớ đuổi theo nữa tại hạ đối với đại hồn môn không có địch ý chẳng qua là muốn tu luyện một môn thần thông cần mượn địa hỏa mạch dùng một chút giọng nói của vương lâm sau khi rời đi còn vang vọng bốn phía nơi này truyền vào tâm thần thiếu phụ kia thiếu phụ này đứng đó trầm mặc hồi lâu nàng ở trong tích tắc vừa rồi cảm nhận được khí tức khiến nàng kinh hãi của đại thiên tôn truyền ra từ bên trong kim ấn luồng khí tức này khiến nàng liên tưởng tới rất nhiều việc hồi lâu hàng quan trong mắt thiếu phụ này lại bốc lên dù có pháp bảo được đại thiên tôn ban tặng thì đã sao người này có huyết kiếm kia hiển nhiên là đạo cổ nhất mạch như vậy này thân phận đại thiên tôn ban tặng pháp bảo này đã quá rõ ràng rồi đại thiên tôn của cổ quốc mặc dù cũng cường đại nhưng còn chưa quản được tiên tộc ta mặc dù ta phán đoán sai lầm sau lưng người này là đại thiên tôn của tiên tộc nhưng hắn muốn động tới địa hỏa chủ mạch của đại hồn môn, bị ta đuổi giết cũng là chuyện đương nhiên. Chuyện này về lý ta vẫn đúng, mà không phải là muốn giết hắn, chẳng qua chỉ muốn ngăn cản. Cho dù là đại thiên tôn cũng không thể chẳng phân rõ phải trái như thế, thiếu phụ này lầm bẩm, ngẩn phát đầu. Lại một lần nữa lao vào sâu trong địa hỏa chủ mạch, nữ tử này tính cách vô cùng quyết liệt, có thể đạt tới tu vi hiện nay cũng có liên quan rất lớn tới tính cách rất khó bỏ cuộc của nàng. Giờ phút này dù bị kia kim ấn chấn kinh nhưng rất nhanh đã hạ quyết tâm, điểm này đổ thanh còn lâu mới có thể sánh bằng. Ở một vị trí khác trong địa hỏa mạch, Vương Lâm dựa vào ý chí của bổn nguyên chân thân ở nơi này cảm nhận được hành động của thiếu phụ này, thầm than một tiếng. Tu sĩ chân chính bước vào không kiếp đều là hạng người tâm trí kiên định, một cái pháp bảo do đại thiên tôn dùng thần thông ngưng tụ không dễ gì khiến họ lùi bước. Cũng được, nếu nàng không lùi, vậy thì thử xem rốt cuộc tốc độ nhanh của ai nhanh hơn ánh mắt vương lâm lộ vẻ kiên định, thân thể thoáng một cái liền hoàn toàn biến mất, sâu trong địa hỏa chủ mạch, bên trong đầu của chủ long hồn, bổ nguyên chân thân của vương lâm đang không ngừng mà hấp thu cắn nuốt. Tiếng gầm thét và giải dụa của long hồn tựa như cũng hư nhược đi không ít, chân thân của vương lâm ở trong đầu long hồn lúc này chỉ còn có mái tóc vẫn là lông chu tước nhưng giờ phút này cũng là từ chân tóc cũng từ từ xuất hiện màu đen. Màu đen này như có ô quan bao phủ, từ từ lan dọc theo sợi lông chu tước, một khi nó lan hết toàn bộ thì bổn nguyên chân thân lúc này đã hoàn toàn ngưng tụ thành thời gian từ từ trôi qua bổn nguyên chân thân của vương lâm đã hoàn toàn quên hết mọi nguy cơ bên ngoài toàn bộ tâm thần đều dung nhập vào việc cắn nuốt và hấp thu hắn đang chạy đua với thời gian tranh đoạt từng tích tắc nếu thiếu phụ kia tới vào lúc hắn còn chưa ngưng tụ hoàn toàn được chân thân thì vương lâm lần này đã hoàn toàn thất bại công sức đổ xuống sông xuống biển muốn tìm một cơ hội như thế này nữa là một chuyện cực kỳ khó khăn Bổn tôn của hắn liên tục hiện ra trước mặt thiếu phụ kia, ngăn cản nàng tiến về phía trước, thi triển đủ loại thần thông. Nhưng thiếu phụ này mấy lần sau căn bản là coi như không nghe không thấy, toàn lực bay nhanh vào sâu trong địa hỏa chủ mạch, thời gian chớp mắt đã trôi qua mấy giờ. Khoảng cách giữa thiếu phụ kia tới nơi này càng ngày càng gần, bổn nguyên chân thân của Vương Lâm ngồi trong đầu long hồn. Lúc này nó đã suy yếu tới một mức độ nhất định, tiếng gầm thét cũng từ từ giảm bớt thân hình dãy dụ yếu dần nhưng tất cả chỉ là biểu hiện bên ngoài hai mắt long hồn nọ lúc này đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt nó ngẩng phát đầu phát ra một tiếng gầm cực mạnh thân hình đã mơ hồ yên tĩnh đi lúc này lại chấn động cùng với tiếng gầm thét này thân thể khổng lồ của chủ long hồn này tỏa ra hỏa quan vạn trượng tràn ra biển lửa ngập trời nhanh chóng co rút lại với một tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thân thể từ lớn tới vô cùng trong tích tắc liền hóa thành vạn trượng ngàn trượng, trăm trượng, mười trượng, trả giá đất để co rút thân thể lại, chủ long hồn này bộc phát ra một lần phản kháng cực mạnh. Thân hình nó trong chớp mắt đã hóa thành mười trượng, năm trượng, ba trượng, một trượng, vừa điên cùng co rút lại, ý chí lực của nó cũng ngưng tụ áp súc lại, cuối cùng khi đạt tới một trượng liền ầm ầm đè ép tới một lần nữa, hóa thành một quần lửa lớn cỡ một nắm tay. Chân thân của Vương Lâm vào tích tắc khi long hồn đang co rút lại liền bị đầy ra tới khi thân thể long hồn chỉ còn là một ngọn lửa cỡ nắm thay, nó mang theo một lần tấn công điên cuồng cuối cùng lao thẳng về phía mi tâm chân thân của Vương Lâm, ầm một tiếng, quần sáng đó đụng vào mi tâm chân thân của Vương Lâm, trong nháy mắt dung hợp, chui vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt khi quần sáng này tiến vào, thần thức của Vương Lâm lập tức ầm vang, giống như lại trở thành phàm nhân, giống như một con thuyền nhỏ giữa biển khơi đầy bão tố, một luồng ý chí cực kỳ cường đại giáng xuống, như muốn đánh tan thần thức của Vương Lâm giống như muốn chiếm cả bổn nguyên chân thân của hắn luồng ý chí này chính là ý chí của hỏa long hồn nó bỏ qua thân thể bản thân hóa thành quần sáng cỡ nắm tay này điên cùng muốn đoạt xá chiếm lấy bổn nguyên chân thân của vương lâm nó muốn biến chân thân này thành nơi chứa ý chí của nó ý chí này vô cùng mạnh mẽ dán vào thần thức của vương lâm giống như một bàn tay khổng lồ đang chuẩn bị bóc nát tất cả bên trong ý chí này tồn tại một vẻ bất khuất còn như có cả tiếng gào thét như muốn khiêu chiến cả thiên địa, Vương Lâm mơ hồ cảm thấy nhiệt độ. Nhiệt độ này kết hợp với ánh sáng hóa thành hỏa diễm trong thiên địa, ý chí trong hỏa diễm này mang theo ý muốn thiêu đốt tất cả, thậm chí thiêu đốt cả bản thân, mang theo vẻ điên cuồng, mang theo ý chí nghịch thiên không nói lên lời, bừng bừng bốc cháy trong thế giới này, nó muốn thiêu đốt thần thức của Vương Lâm, khiến toàn bộ biến thành tro tàn, hỏa diễm vương lâm ra minh ngộ hỏa bổn nguyên cũng không phải là từ chu tước mà từ trong tâm của ánh nến ánh nến đó lắc lư trong gió bên trong có hỏa diễm gió dù thét gào nhưng vẫn không thể thổi tắt ánh nến ánh nến lung lay như lúc nào cũng có thể tử vong hóa thành một làn khói xanh bay lên nhưng mỗi lần gió tới ánh nến đều phản kháng đều lay động kịch liệt nó không cam lòng chết đi không cam lòng hóa thành một làn khói xanh hỏa bổn nguyên vương lâm ta minh ngộ chính là ý chí này là ý chí của ánh nến. Đó cũng là ý chí tu đạo của Vương Lâm ta. Cả đời Vương Lâm ta đều là nghịch thiên mà tiếng, ý chí của ta ngươi dám diệt sao, ngươi có thể diệt sao? Bổn nguyên chân thân của Vương Lâm bỗng nhiên mở bừng đôi mắt, bên trong tràn ngập hỏa diễm, miệng phát ra một tiếng cầm thét, thần thức trong cơ thể cũng bất khuất đối kháng với ý chí của Hỏa Long hồn này, giống như ngọn nến, giống như ánh nến. Chương 1825, Tiên tổ bát cực, nội dung ẩn. Một tiếng gầm này vang vọng trong địa hỏa chủ mạch, tràn ra vẻ phản kháng, ở xa xa, thiếu phụ kia dường như nghe thấy, thần sắc biến hóa, nhanh chóng lao tới. Bổn tôn vương lâm theo sau, ánh mắt lóe lên. Hai người một trước một sau xé gió bay đi, cả đoạn đường này thiếu phụ làm ngơ đối với vương lâm, triển khai tốc độ cao nhất. Tu vi của vương lâm kém nàng rất nhiều, không thể ngăn cản. Nhưng hắn còn có một thức thần thông là định thân thuật. Chẳng qua thần thông này chưa tới thời điểm cuối cùng hắn sẽ không bao giờ sử dụng. Thuật này tại thời điểm mấu chốt nhất sử dụng sẽ phát huy ra tác dụng lớn nhất, thiếu phụ kia dùng tốc độ cao nhất phi hành khiến khoảng cách giữa nàng và bổn nguyên chân thân của Vương Lâm càng ngày càng gần, thần thức tản ra đã có thể rõ ràng thấy hết thảy. Thần thức của thiếu phụ kia trong tích tắc khi nhìn thấy bổn nguyên chân thân của Vương Lâm, sắc mặt đột nhiên đại biến, "Hả? Đây là Đây là bổn nguyên chân thân?" Hắn lại ở chỗ này mượn địa hỏa mạch ngưng tụ hỏa bổn nguyên chân thân, thiếu phụ hít sâu một hơi, thân thể rung lên, nhất là cánh tay phải đang giấu trong tay áo lại càng vỗ thức run rẩy, tâm thần chấn động, không thua gì khi thấy Vương Lâm lấy ra pháp bảo do Đại Thiên Tôn ban tặng, thậm chí còn mãnh liệt hơn. Dù sao Đại Thiên Tôn nàng chưa từng thấy qua, nhưng bổn nguyên chân thân thì nàng cũng là đã từng gặp mấy lần, lão tổ đại hồn môn thanh ngưu chân nhân cũng có bổn nguyên chân thân thiếu phụ này hiểu rõ ngưng tụ bổn nguyên chân thân khó khăn tới mức nào cũng như sự cường đại của bổn nguyên chân thân sau khi ngưng tụ thành nàng vốn tưởng rằng cả đời này chỉ có thể thấy duy nhất lão tổ là người có bổn nguyên chân thân nàng không thể tưởng tượng nổi ở nơi này lại có thể gặp được bổn nguyên chân thân thứ hai thảo nào hắn muốn dẫn ta đi chỗ khác thảo nào hắn phải mạo hiểm tiến vào vùng đất này gây nên biến động sâu trong địa hỏa mạch thảo nào hắn có pháp bảo của đại thiên tôn còn muốn tới đây tất cả chuyện này đều bởi vì hắn muốn ngưng tụ ra bổn nguyên chân thân cực kỳ khó có được cơ hồ chỉ có trong truyền thuyết này sắc mặt thiếu phụ tái nhợt trong mắt tràn ngập hàng quang nàng đối với bổn nguyên chân thân hiểu khá rõ đó là khát khao là mơ ước của nàng nàng hiểu bổn nguyên chân thân này một khi ngưng tụ ra địa hỏa mạch nơi này sẽ sụp đổ tất cả đều sẽ tan thành mây khói tuyệt đối không có thể để hắn thành công thiếu phụ cắn răng dù là vì hậu quả khi địa hỏa chủ mạch khô héo, hay là vì sự ghen ghét ngập trời sâu trong nội tâm đều khiến nàng tuyệt đối không cho phép chuyện này thành công. Thiếu phụ này trực tiếp phun ra một nguồn máu tươi, thân thể dung hợp vào đó, trong phút chốc tốc độ nhanh lên không chỉ gấp 10 lần, chớp mắt một cái đã biến mất, hóa thành một đám tàn ảnh như sương khói, hướng về phía bổn nguyên chân thân của Vương Lâm mà nàng thấy được trong thần thức mau chóng lao tới bổn nguyên chân thân của vương lâm sau khi gầm lên một tiếng bột phát ra ý chí liền khiến ý chí của hỏa long hồn tràn vào cơ thể hắn ầm ầm sụp đổ cùng với sự sụp đổ này ý chí bổn nguyên chân thân của vương lâm nhất thời chiếm thế chủ đạo đòn phản công điên cùng cuối cùng của long hồn giờ phút này chợt tan rã ý chí của hỏa long hồn sụp đổ trong tích tắc khi ý chí của vương lâm trở thành chủ đạo cắn nuốt một lượng lớn ý chí còn sót lại của hỏa long hồn kia trong đầu hắn lập tức ầm vang cùng lúc đó thần thức của vương lâm khuếch tán ra bốn phía hắn mơ hồ như nghe được từ bên ngoài địa hỏa mạch nơi này ở sâu trong lòng đất thiên ngưu châu có một tiếng gào thét thê lương như ẩn như hiện truyền đến trong nháy mắt khi tiếng gào thét này truyền vào tâm thần hắn trong tích tắc khi hấp thu toàn bộ ý chí của hỏa long hồn còn sót lại trong đầu vương lâm như có vô số lôi đình đồng thời giáng xuống khiến cho trái tim hắn như bị tiếng gầm thét từ sâu trong lòng đất truyền đến kia dẫn dắt dung hợp lại với nhau làm hắn xuất hiện ảo giác Hắn thấy trước mắt hoa lên một cái, lúc nhìn rõ ràng thì phía trước đã là một vùng tinh không. Vùng tinh không này quá lớn, vô biên vô hạn. Vương Lâm như không còn thân thể, đứng ở nơi đó mờ mịt nhìn bốn phía, hắn không biết là mình đang ở đâu, còn đang mê mang thì từ xa truyền lại một tiếng gầm thét kinh thiên, ầm ầm vang dội. Trong tích tắc khi xoay người lại, đồng tử trong hai mắt Vương Lâm bỗng co rút lại, hắn thấy một con trâu, con trâu này toàn thân tỏa ra hàng băng vô tận khiến cho cả tinh không đều bị đóng băng. Thân thể nó vô cùng khổng lồ, giống như không thể nhìn thấy đầu thấy cuối. Nó xuất hiện trong tinh không, ngửa mặt gầm thét, một luồng khí tức không thể nào hình dung nổi từ trong cơ thể nó khuếch tán ra. Khí tức này bao phủ trời đất, tràn khắp bốn phương tám hướng, thân thể vương lâm giống như đã bị đóng băng, ngay cả suy nghĩ cũng hơi chậm lại. Loại mảnh thú mạnh mẽ tới mức này vương lâm cả đời chưa bao giờ từng gặp. Ký tức của mảnh thú này so với Huyền La cũng không kém nhiều lắm. Thiên Ngưu, trong đầu Vương Lâm hiện lên hai từ, cũng hiện lên tất cả truyền thuyết mà hắn biết liên quan tới Thiên Ngưu của đám người trên tiên cương đại lục này. Tiên tổ giết chết Thiên Ngoại Ngưu, lấy thân thể nó hóa thành một châu, sau khi phong ấn liền ban danh là Thiên Ngưu Châu. Châu này từ đó về sau sinh ra phàm nhân, cũng có rất nhiều tu sĩ di chuyển tới, bố trí sơn môn, tiến tới ngày này trở thành Đông Châu Thiên Ngưu Châu trong 72 châu của tiên tộc. Tâm thần Vương Lâm chấn động, trong nháy mắt các truyền thuyết hiện lên trong đầu hắn. Lúc này trong tinh không, phía trên con trâu người đầy hàng băng lóe lên kim quang vô tận, đồng thời bao phủ tinh không. Từ đó chậm rãi đi ra một người mặc hoàng bào, đầu đội vương miệng, thân ảnh này vừa hiện ra, tinh không chấn động. Một luồng tiên lực khổng lồ không cách nào hình dung được tràn ngập tám hướng, đối kháng với khí tức băng hàng kia, khiến tinh không ầm vang không ngừng, khí thế rất kinh người, tiên tổ. Vương Lâm không cần suy đoán, dựa vào truyền thuyết liền nhận ra lập tức. Người này nhìn không rõ dung mạo, nhất định là tiên tổ trong truyền thuyết. Chẳng lẽ ta hấp thu ý chí của hỏa long hồn xong liền bị tiếng gầm thét từ trong lòng đất xâm nhập vào, mang về vô số năm trước, trở lại lúc tiên tổ phong ấn thiên ngưu sao? Nhưng con trâu này nghe đồn là một con hỏa ngưu, sao lúc này lại hiện ra vỗ tận băng hàng? Ánh mắt vương lâm sững lại, tâm thần rung động, người mặc hoàng bào kia sau khi xuất hiện, Thiên Ngưu lại trống lên một lần nữa, hàng băng bao phủ toàn bộ xung quanh thân thể. Những tiếng răng rắc liên tiếp vang lên. Tinh không lấy Thiên Ngưu làm trung tâm, nhanh chóng bị đóng băng, lan về bốn phía. Lùng lực lượng kinh khủng này theo Vương Lâm thấy vượt xa bản thân, dù là thất thải Tiên Tôn thời kỳ toàn thịnh nhất cũng không thể đối kháng. Chỉ có Huyền La có lẽ dùng toàn lực mới có thể đỡ được một đòn. Trong nháy mắt khi Tinh Không đóng băng, người mặc Hoàng bào kia liền giơ tay phải lên năm ngón tay chỉ lên trời, bỗng nhiên điểm xuống một chỉ. Cùng lúc đó, một giọng nói uy nghiêm vang vọng trong tinh không, bác cực tiên đạo, cực hỏa đạo, lời này vừa thốt lên, lập tức từ ngón tay của người mặc hoàng bào, một làn khói xanh đột nhiên lan ra, lượng lờ quanh ngón tay chính vòng liền hóa thành chín vòng tròn khói, tầng tầng lao tới thiên ngưu kia, chín vòng tròn khói này vừa lao tới vừa bành trướng ra, lúc tới gần thiên ngưu thì đã biến thành lớn như vô biên vô hạn, và chạm mạnh với thiên ngưu kia vòng khói thứ nhất va chạm với lực lượng đóng băng của thiên ngưu tinh không ầm vang luồng khí tức băng giá kia tiêu tán vòng khói thứ hai xuyên thấu qua tầng băng rơi lên người thiên ngưu cùng lúc đó bảy vòng khói còn lại cũng gào thép ập tới lần lượt ấn xuống thiên ngưu này dãy dụa gầm thép nhưng không cách nào tránh khỏi những vòng khói này trong tích tắc khi vòng khói thứ chín hạ xuống đột nhiên tất cả khí tức băng hàng trong thân thể thiên ngưu đều hoàn toàn biến mất thay thế vào đó là một luồng hỏa diễm ngập trời hỏa diễm này hừng hực thiêu đốt bao phủ toàn bộ thiên ngưu nhìn lại giống như một con hỏa ngưu ngươi dám xâm lấn tiên tộc ta phạt ngươi lấy thân làm mặt đất lấy thần thức của ngươi nuôi dưỡng vạn sinh linh xương cốt của ngươi là địa mạch trấn áp hồn phách của ngươi kéo dài trong năm tháng của tiên cương thiên ngưu phát ra tiếng gầm rống thê lương thân thể ầm ầm rơi xuống hóa thành một vùng đất vô biên vô hạn mặt đất này tràn ngập núi non trong tích tắc đã hiện ra nền đất này lấy xương cốt của thiên ngưu làm mạch, vừa mới hình thành liền có hỏa diễm vô tận từ bên trong cơ thể nó lan ra, khiến cho cả vùng địa mạch này trở thành địa hỏa mạch, phía dưới mặt đất này, hồn phách thiên ngưu bị trấn áp. Chỉ còn tiếng gầm thét không cam lòng từ sâu trong nền đất truyền ra, nhưng dường như không có người nào có thể nghe được, Vương Lâm thấy tất cả mọi chuyện. Trước mắt hắn mơ hồ, đợi tới khi rõ ràng thì lại thấy mình đang ở trong địa hỏa chủ mạch, bên tai lờ mờ giống như có thể nghe được tiếng gầm thét của thiên ngưu từ sâu trong lòng đất truyền ra vẻ mê mang trong mắt còn chưa tiêu tán mái tóc bổn nguyên chân thân của vương lâm nhanh chóng biến hóa lông chu tước chuyển thành màu tóc đen trong khoảng lớn bổn nguyên chân thân trong chớp mắt nữa sẽ ngưng tụ hoàn toàn đúng lúc này ở phía trước bổn nguyên chân thân của vương lâm không xa một vùng huyết quang ngập trời trong nháy mắt lao tới bên trong huyết quang là một thiếu phụ tuyệt mỹ trong tích tắc khi nàng nhìn thấy mái tóc bổn nguyên chân thân của Vương Lâm đang nhanh chóng thay đổi, trong mắt lộ sự lo lắng và sát khí, Ngọc Thủ dơ lên, trong lúc tới gần, đang chuẩn bị thi triển thần thông, hủy diệt bổn nguyên chân thân còn một chút nữa là ngưng tụ hoàn toàn này, phía sau thiếu phụ, sóng gợn quanh quần. Chỉ thấy bổn tôn của Vương Lâm bước từng bước đi ra, hầu như thiếu phụ vừa dơ tay lên, chuẩn bị thi triển thần thông thì hàng quan trong mắt bổn tôn Vương Lâm liền lóe lên, tay phải dơ lên định thân thuật chuẩn bị suốt cả chặng đường lúc này trong nháy mắt bột phát ra định thần thuật định thiên địa định tất cả thần thông định tư duy định vạn vật đó là định thần thuật của vương lâm không phải là định thân thuật và một khắc khi định thần thuật được thi triển ra thân thể mềm mại của thiếu phụ kia đột nhiên sững lại thần thông bị cắt đứt trong chớp mắt dừng lại lúc này vương lâm phun máu tươi toàn thân tuôn ra một mãn huyết vụ lớn nhưng hắn không chút do dự thân thể nhoáng lên một cái không công kích thiếu phụ kia vương lâm kết luận là người này nhất định có pháp bảo phòng hộ thân thể hắn trực tiếp thuấn di xuất hiện phía trước thiếu phụ ở chỗ bổn nguyên chân thân dung hợp với bổn nguyên chân thân nguyên thần đầy đủ trong chớp mắt này bổn nguyên chân thân của vương lâm đã hoàn toàn thay đổi mái tóc trở thành một mái đầu tóc đen nhánh một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong bổn nguyên chân thân của bột phát ra tới tận lúc này hỏa bổn nguyên chân thân của Vương Lâm mới ngưng tụ hoàn toàn. Mà giờ phút này, hai mắt thiếu phụ bỗng nhiên sững lại, thân thể lui lại phía sau. Dù phân thân và bản thể ngươi dung hợp thì cũng không có gì khác đâu, nội tâm thiếu phụ nọ chấn động. Nàng chưa bao giờ gặp phải loại thần thông giống như định thân thuật. Thuật này lai lịch khó lường, làm sao nàng có thể biết được. Ngay trong nháy mắt khi nàng cất lời, thân thể lao thẳng tới vương lâm thì hắn liền ngẩn phát đầu, tay phải giơ lên, bác cực tiên đạo cực hỏa đạo, hắn không có huyết mạch tiên tộc nhưng hắn lại có một thủ đoạn đặc thù khác. Chương 1826, phân thân kinh khủng, nội dung ẩn, bác cực tiên đạo, cực hỏa đạo, đây chính là đại thần thông tiên tổ dùng để phong ấn thiên ngư. Ở trong bổn nguyên chân thân của Vương Lâm có một bộ phận thần thức, vừa rồi rời khỏi huyễn cảnh vẫn còn hoảng hốt, giờ phút này sau khi dung hợp với bổn tôn, trong đầu liền hiện lên cảnh tượng tiên tổ giơ tay phải, khi triển thần thông cực hỏa đạo như hủy thiên diệt địa kia, trong tích tắc khi Vương Lâm vừa dứt lời, phía sau lưng hắn bất ngờ xuất hiện hư ảnh của Bổn Nguyên chân thân. Từ xa nhìn lại, giống như có hai Vương Lâm đang đứng ở nơi đó, trong hơi quỷ dị, Bổn Nguyên chân thân này do hỏa diễm tạo thành, tràn ngập luồng nhiệt độ cực cao, khiến cho không gian bốn phía xuất hiện sự vặn vẹo, cũng ẩn chứa bên trong một luồng ý chí kinh thiên. Luồng ý chí này giống như đế vương của hỏa diễm tay phải vương lâm dơ lên, hướng về phía thiếu phụ đột nhiên điểm một chỉ, bổ nguyên chân thân phía sau hắn cũng dơ tay phải lên điểm tới. Cùng lúc đó, từ ngón tay của vương lâm và bổ nguyên chân thân, một luồng khí xanh từ từ xuất hiện, luồng khí xanh này rất nhạt, nếu không cẩn thận xem xét sẽ rất khó phát hiện ra. Sau khi nó xuất hiện liền vần quanh ngón tay của vương lâm và bổ nguyên chân thân, từ từ chuyển động, giống như tạo thành một vòng tròn vậy. Cùng lúc đó, một luồng uy áp mênh mông từ trên người vương lâm và bổn nguyên chân thân ầm ầm bốc lên luồng uy áp này tràn tới khiến cho sắc mặt thiếu phụ lập tức biến đổi nàng có thể cảm nhận được rõ ràng huyết mạch trong thân thể mình lúc này đang run lẩy bẩy hiện tượng kỳ dị này khiến cho thân thể nàng lập tức truyền ra những tiếng bùng bùng đây đây là thứ thần thông gì không ngờ lại có thể khiến cho huyết mạch trong cơ thể ta chấn động đồng tử trong hai mắt thiếu phụ co rụt lại giờ phút này không cần nghĩ ngợi, hai tay bắt quyết. Lập tức toàn thân trên dưới ba vạn sáu ngàn lỗ chân lông liền tuôn ra hắc khí, đám hắc khí này trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân nàng, hóa thành ba vạn sáu ngàn mặt quỷ, gào thét tạo thành một dòng nước lao thẳng về phía vương lâm, giống như muốn ngăn cản vương lâm thi triển thần thông kinh khủng này. Hầu như trong chớp mắt khi thanh khí trên đầu ngón tay phải vương lâm lượng ra thì trong vùng hư vô mênh mông giữa tiên cương đại lục và động phủ giới, phân thân của Vương Lâm trong xác đá lúc này đột nhiên mở hai mắt, tay phải cũng dơ lên, hai mắt lộ vẻ tính toán nhưng trong nháy mắt này, ngoài đầu ngón tay phải của phân thân thanh khí ầm ầm tràn ra, lượn quanh ngón tay, nhanh chóng hoàn thành một vòng. Cùng lúc đó, ở sâu trong địa hỏa mạch tại Thiên Ngưu Châu, thanh khí trên ngón tay của Vương Lâm và bổn nguyên chân thân của hắn giống như trong U Minh cảm nhận được luồng pháp tắc có mặt khắp tiên cương đại lục, lập tức từ mở nhạc trở nên ngưng thật. Trong nháy mắt khi ba vạn sáu ngàn mặt quỷ gào thét lao tới liền nhanh chóng vờn quanh ngón tay được một vòng. Trong tích tắc này, một vòng tròn khói như tơ tầm từ trên ngón tay vương lâm khuếch tán ra, lao thẳng về phía ba vạn sáu ngàn mặt quỷ. Cùng lúc đó, một vòng khói cũng lan ra từ ngón tay bổn nguyên chân thân phía sau vương lâm, cùng tới thần thông của vương lâm gào thét lao thẳng về phía trước, một thức thần thông lại có hiệu quả gấp đôi. Đây chính là chỗ mạnh mẽ khi có được bổn nguyên chân thân vòng khói của Vương Lâm bay ra trước tiên, trong nháy mắt đã đụng vào ba vạn sáu ngàn mặt quỷ. Trong tích tắc khi va chạm, tiếng ầm ầm liền vang lên kinh thiên động địa. Hóa thành vô số sóng gợn trong nền đất này. Điên cuồng khuếch tán ra bốn phía, ầm 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 ầm. Tiếng chấn động đỉnh tai nhất ốc vang lên, kèm theo đó là tiếng gào thét thê lương. Chỉ thấy ba vạn sáu ngàn mặt quỷ nọ phát ra tiếng gào thét kinh thiên, dưới vòng khói của vương lâm liền đồng loạt sụp đổ vòng khói này trực tiếp xuyên qua đại quân mặt quỷ, trong nháy mắt đã xuất hiện phía trước thiếu phụ. Thân thể thiếu phụ này rung lên, lập tức vội vàng lui lại phía sau, đồng thời cắn lưỡi phun một nguồn máu tươi, hóa thành một thân hình màu máu cách nàng ba trượng. Tướng mạo của thân hình này cũng khá giống thiếu phụ, nhưng cũng không phải là nguyên thần mà là một loại thần thông mà thiếu phụ này cực kỳ hiếm khi sử dụng. Huyết nhân kia vừa xuất hiện liền phát ra một tiếng thép chói tai, hình thành sóng âm ầm ầm truyền tới. Cùng lúc đó, vòng khói vương lâm thi triển vừa xuyên qua đại quân ba vạn sáu ngàn mặt quỷ bất ngờ va chạm với nó, ầm một tiếng nổ vang. Vòng khói sụp đổ, huyết nhân cũng tan rã. Một lực trùng kích mạnh mẽ tràn ra, đánh về phía vương lâm và thiếu phụ kia. Vương lâm có thân thể đạo cổ, bị lực lượng này đánh vào liên tục lui lại mấy bước. Phun ra một nguồn máu tươi nhưng thần sắc không chút quể oải mà lại tràn ngập sát khí, thân thể thật mạnh mẽ, không ngờ lại có thể đối kháng với lực trùng kích sau khi thần thông của ta sụp đổ tạo thành thiếu phụ kia cũng lui lại phía sau khóe miệng tràn máu tươi nhưng tất cả còn lâu mới chấm dứt nếu vương lâm không có bổn nguyên chân thân thì giờ phút này tất nhiên đã bị rơi vào tình thế rất xấu nhưng bổn nguyên chân thân của hắn đã hoàn toàn ngưng tụ ra vòng khói giống hệt của hắn do chân thân thi triển ra lúc này gào thét lao qua tầng tầng lực trùng kích đánh thẳng về phía thiếu phụ cảnh tượng này khiến trong lòng thiếu phụ cảm thấy khổ sở nàng hiểu rõ bổn nguyên chân thân, biết đấu pháp với người có bổn nguyên chân thân chẳng khác gì điếu với hai người. Giờ phút này trong tích tắc khi vòng khói ập tới, thiếu phụ cắn răng, tay phải dơ lên. Lập tức một chiếc ô màu lam xuất hiện trong tay nàng, từng luồng tiên khí tỏa ra từ chiếc ô nó vừa xuất hiện, dường như đại địa cũng phải chấn động. Một luồng khí tức kinh khủng từ trong đó ầm ầm bộc phát. Chiếc ô này là vật bất phàm, gầm lên một tiếng, chiếc ô trong tay thiếu phụ chuyển động, khí thế kinh thiên, đưa lên trắng trước mặt thiếu phụ, khiến cho vòng khói do bổn nguyên chân thân của Vương Lâm đánh ra ầm ầm va chạm với mặt ô, tiếng chấn động lại ầm ầm vang lên. Mặt đất rung rẩy kịch liệt, cả đại hồn môn chấn động, thậm chí cả dãy núi bên ngoài đại hồn môn cũng đều phát ra tiếng ầm y trầm trầm. Những cái khe lan ra khắp mặt đất, vòng khói sụp đổ. Những trong nháy mắt khi nó bị hủy diệt, chiếc ô màu lam trong tay thiếu phụ giống như bị thương nặng, phát ra một tiếng rít chói tay. Tiếng rít này chính là từ khí linh của chiếc ô truyền ra, trong tiếng ầm vang, chiếc ô nọ phát ra âm thanh răng rắc, xuất hiện những khe nứt. Tự động co lại, cuối cùng hóa thành một đạo lam quang chui vào trong thân thể thiếu phụ, thiếu phụ cực kỳ đau lòng, thân thể vội vã lùi lại phía sau, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm. Sát khí trong ánh mắt càng đậm, sắc mặt Vương Lâm hơi tái nhợt trong lúc vội vàng thi triển ra thần thông cực hỏa đạo này dù chưa tiêu tốn nhiều tu vi của vương lâm và bổn nguyên chân thân nhưng hắn lại có thể cảm nhận được lực lượng của phân thân trong xác đá trong tầng hư vô đã tiêu hao đi phân thân đó vương lâm đặt hy vọng rất nhiều tuyệt đối không thể để cho có chuyện gì xảy ra thần thông của tiên tổ uy lực thật lớn ta trong lúc vội vàng thi triển chỉ tạo thành một vòng thanh khí mà có thể đối kháng với tu sĩ không kiếp sơ kỳ nếu chuyển động tới vòng thứ hai thì sợ là thiếu phụ này không thể là đối thủ chẳng qua thần thông này thi triển ra không ngờ lại tiêu hao lực lượng của phân thân thảo nào nó là cường đại tới mức này vương lâm mơ hồ hiểu được phân thân của hắn cực kỳ huyền diệu nếu hắn đoán chính xác thì phân thân sau này sẽ là thứ tồn tại giống như tiên tồ cổ tồ hoặc cũng có thể nói bọn họ đều sinh ra bằng phương thức tương tự cho dù là cổ tổ và tiên tổ ngày nay nhưng chỉ cần cho phân thân của hắn đủ thời gian thì nhất định có thể trưởng thành tới trình độ cực kỳ khủng bố. Đây chính là chiêu sát thủ lớn nhất của hắn. Bác cực tiên đạo của tiên tổ với tu vi của Vương Lâm thì khẳng định không thể nhìn một lần là nắm được. Điểm này sợ rằng chỉ có đại thiên tôn may ra mới có thể làm được. Hắn sợ dĩ có thể thi triển đều có liên quan tới phân thân. Thậm chí có thể nói, phân thân đó là do sau khi bổn tôn chứng kiến bác cực tiên đạo liền hiểu ra, lại đưa trở về cho bổn tôn. Lúc đó Vương Lâm mới có thể thi triển ra thần thông kinh thiên động địa phong diệt thiên ngưu cường hãng năm xưa. Thần thông này khi có chính vòng thanh khí vần quanh thì có thể phong ấn thiên ngưu, thậm chí là phong ấn cả đại thiên tôn. Chẳng qua phân thân lúc này còn lâu mới đạt được trình độ đó, ý niệm này lóe lên trong đầu Vương Lâm. Giờ phút này thiếu phụ đã thu hồi chiếc ô màu lam, thân hình đã ngừng lui lại phía sau, ánh mắt nhìn về phía vương lâm đậm đặc sát khí, hai mắt vương lâm lóe sáng, tay phải hừ lạnh một tiếng, vỗ vào hư không bên cạnh một cái. Một cái vỗ này khiến bổn nguyên chân thân cũng giơ tay phải đánh theo, lập tức địa hỏa chủ mạch ầm vang. Địa hỏa chủ mạch này quá lớn, mặc dù đã mất đi long hồn, đang khô héo dần như trong thời gian ngắn cũng không thể khô héo hoàn toàn được. Giờ phút này Vương Lâm vỗ một cái, một luồng ý chí của hỏa bổn nguyên lập tức ầm ầm tràn tới cả địa hỏa chủ mạch bỗng nhiên chấn động biển lửa mênh mông chợt bốc lên giống như dùng tất cả sinh cơ bột phát ra trong chớp mắt dãy núi của đại hồn môn lập tức nóng như thiêu đốt bốn phía mơ hồ bị địa hỏa tràn ngập dịch linh ấn tay phải vương lâm trực tiếp giơ lên lập tức tất cả biển lửa còn sót lại bên trong địa hỏa chủ mạch từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại hóa thành một bàn tay khổng lồ bằng lửa trước người vương lâm cùng lúc đó phía sau vương lâm bổ nguyên chân thân cũng giơ tay lên bất ngờ ầm ầm tạo thành một chưởng ấn bằng lửa phía sau vương lâm tay phải vương lâm vung về phía trước hai chưởng ấn khổng lồ tràn tới hướng về phía thiếu phụ đánh tới ngay sau đó vương lâm không xem kết quả mà thân thể nhoáng lên dưới chân hiện lên sóng gợn trong nháy mắt liền biến mất mặt đất chấn động biển lửa điên cuồng tiếng nổ ầm ầm truyền khắp cả thiên ngưu châu khiến cho vô số tu sĩ chấn động tâm thần chú ý tới nơi này sau khi thân ảnh vương lâm biến mất, một tiếng gầm cực kỳ phẫn nộ và chói tai vang vọng ở sâu trong lòng đất. Mà giờ phút này vương lâm đã dung nhập thiên địa, sử dụng súc địa thành thốn, xuất hiện ở bên ngoài đại hồn môn, trên đỉnh thiên sơn, hỏa bổn nguyên chân thân đã thành. Tu vi của ta dù không có biến hóa nhưng thực lực đã tăng gấp đôi. Tuy rằng chưa thể đối đầu với không kiếp nhưng ta đã có lực tự về, thậm chí nếu gặp nguy cơ sinh tử, ta có thể thi triển đạo cổ vô tiên, còn cả cực hỏa đạo, cũng không phải không thể giết một bậc toàn năng không kiếp. Chẳng quả cái giá phải trả cũng rất lớn, Vương Lâm đứng trên thiên sơn, ánh mắt lóe sáng, sóng gợn hiện lên dưới chân, đang muốn rời đi. Đạo hữu, tới đại hồn môn chúng ta làm khách, giờ đã muốn đi rồi sao? Một giọng nói già nua đột nhiên vang lên phía sau lưng Vương Lâm, chương 1827, bốn chữ, nội dung ẩn, thần sắc Vương Lâm không hề lộ vẻ ngạc nhiên, cũng không hề biến sắc, giống như đã biết thế nào phía sau cũng truyền tới giọng nói già nua này. Trong tích tắc khi giọng nói này truyền tới, Vương Lâm xoay người, nhìn về phía sau, chỉ thấy trên thiên sơn, giữa làng tuyết là một lão già mặt đạo bào, mái tóc bạc trắng, khoanh chân ngồi trên mặt đất phủ đầy tuyết, trong gió tuyết đang nhìn mình. Lão già này giống như đã ở đây rất lâu chờ Vương Lâm, giống như sớm đã biết sau khi Vương Lâm dung nhập thiên địa từ địa hỏa mạch sẽ na di ra nơi này. Ánh mắt hắn trong suốt, lộ vẻ cơ trí vô tận, nhìn Vương Lâm giống như có thể thấu cả nội tâm của hắn. Lúc hắn nhìn Vương Lâm, Vương Lâm cũng quan sát lão già này. Đồng tử trong mắt hắn âm thầm co rút lại, nhưng rất nhanh khôi phục bổn tôn. Lão già này theo hắn thấy lộ ra một chút bổn nguyên, hiển nhiên đây không phải là bản thể của hắn mà là một bổn nguyên chân thân. Đây chính là lần đầu tiên Vương Lâm nhìn thấy bổn nguyên chân thân của người khác. Thân phận lão già này lúc này đã hoàn toàn rõ ràng, vãn bối sinh ra mắt thanh ngư chân nhân thần sắc vương lâm vẫn bình tĩnh như trước ông quyền trầm giọng nói huyễn hóa bổn nguyên chân thân của ngươi ra cho lão phu xem bổn nguyên chân thân của thanh ngư chân nhân nhìn vương lâm chậm rãi mở miệng vương lâm nhướng mày mắt trái bùng lên hỏa quang phía sau lập tức xuất hiện một hư ảnh trong nháy mắt hư ảnh đó liền ngưng thật hóa thành bổn nguyên chân thân giống hệt vương lâm nhìn về phía chân thân của thanh ngư chân nhân trong tích tắc khi ánh mắt của hai bổn nguyên chân thân chạm nhau bổ nguyên chân thân của thanh ngư chân nhân bỗng nhiên đứng lên. Một luồng khí tức kinh khủng từ trong chân thân đó lan ra, bao phủ cả thiên sơn này, khiến tuyết bị cuốn đi. Cùng phong gào thét, đích thực là bổ nguyên chân thân. Ngươi là người thứ ba lão phu nhìn thấy trong đời. Trừ bản thân có được bổ nguyên chân thân, vương lâm trầm mặt không nói, ngươi tên là vương lâm sao? Thanh ngư chân nhân đột nhiên hỏi, thần sắc vương lâm vẫn bình tĩnh như trước. Giống như chuyện lão già này biết tên mình cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Phàn sang mộng biết mình thì lão tổ của đại hồn môn biết cũng chẳng có gì là lạ. Đúng là vương mổ, vương lâm thông dong nói, người từ động phủ đi ra, quả nhiên không đơn giản. Bổn nguyên chân thân của thanh ngư chân nhân than nhẹ một tiếng. Bổn nguyên chân thân này của tiền bối là do bổn nguyên nào ngưng tụ mà thành. Ánh mắt vương lâm lóe lên, mở miệng hỏi, chân thân của thanh ngư chân nhân mỉm cười, đối với câu hỏi của Vương Lâm không hề cảm thấy khó chịu mà cười nói, chân thân này của Lão Phu là hàng bổn nguyên ngưng tụ thành. Là hàng bổn nguyên, không phải là thủy. Ngươi hiểu không, Vương Lâm nhướng mày, nhìn kỹ chân thân của lão già này hồi lâu, chậm rãi mở miệng, hàng là khí, thủy là chất lỏng, khóe miệng thanh ngư chân nhân lập tức lộ vẻ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm có vẻ tán thưởng không hề che giấu. Từ khi ngươi tiến vào trận pháp của đại hồn môn ta đã biết, ta nhìn thấy ngươi tiến vào trong viêm mạch sơn, thấy ngươi nói chuyện với vàng sang lộ, thấy ngươi hấp thu địa hỏa, ngươi ở trong đại hồn môn của ta, ngưng tụ ra hỏa bổn nguyên chân thân này, có thể xem là có duyên với đại hồn môn ta. Duyên phận như thế thì không cần phải đến đi vội vàng như vậy. Vương Lâm, trở thành trưởng lão của đại hồn môn ta có được không? Hai mắt Vương Lâm lóe lên, không nói gì, trên tiên cương đại lục này. Ngươi trừ phi khai tông lập phái, nếu không đều phải trở thành đồng minh của một tông phái đây mới là con đường và phương pháp tốt nhất để ngươi trưởng thành dung ngập tiên cương ngươi có thể không đồng ý nhưng sớm muộn gì ngươi cũng có ngày phải lựa chọn đại hồn môn ta là một trong cửu tông thập tam môn của đông châu trở thành trưởng lão của đại hồn môn ta lão phu sẽ ban cho ngươi một ngọn núi cho ngươi động phủ tất cả những gì ngươi cần đại hồn môn sẽ toàn lực cung ứng thậm chí đạo pháp của đại hồn môn chúng ta ngươi chỉ cần đạt đủ điều kiện là có thể tùy ý học tập thế nào thanh ngư chân nhân nhìn vương lâm chậm rãi mở miệng những lời nói này của thanh ngư chân nhân rất có sức hấp dẫn hắn không để tập tới bất kỳ sự uy hiếp nào thậm chí chuyện vừa rồi vương lâm hủy diệt địa hỏa chủ mạch giao thủ với thiếu phụ dẫn động tới việc địa hỏa mạch thiêu đốt đại hồn môn cũng dường như không để ý tới nhưng hắn càng không nhắc tới việc này càng nhìn như không để ý thì vương lâm lại càng hiểu rõ đây là một áp lực vô hình nhưng thần sắc vương lâm vẫn như thường trong lòng vô cùng bình tĩnh hắn từ lúc chuẩn bị tiến vào đại hồn môn đã có phán đoán với mọi chuyện có thể xảy ra về phương diện này hiển nhiên là hắn có đề phòng với thanh ngưu chân nhân trong nháy mắt khi đối phương xuất hiện hắn thấy đối phương không đưa bổn tôn tới đây liền đã mơ hồ đoán ra mục đích của đối phương lấy chân thân này dẫn động vương lâm cùng với tất cả những lời nói vừa rồi chẳng qua chỉ là khỏi động mà thôi, thủ đoạn chính thức còn chưa thi triển, thấy Vương Lâm trầm mặt, Thanh Ngư chân nhân lại mỉm cười, tiếp tục nói, còn nữa, Lão Phu có thể trợ giúp ngươi nhiều nhất. Bởi vì chúng ta đều có bổn nguyên chân thân, ta có thể nói cho ngươi biết những huyền bí liên quan tới bổn nguyên chân thân, Vương Lâm chờ đợi chính là những lời này. Ánh mắt hắn sững lại nhưng lại vẫn trầm mặt, không nói lời cự tuyệt hay đồng ý mà chỉ nhìn thanh ngưu chân nhân ta cho ngươi thời gian một nén nhang suy nghĩ, thanh ngư chân nhân giơ tay phải lên, vung về phía trước. Lập tức thanh tuyết bốn phía như bị ngưng tụ lại, hóa thành một cây hương trước người lão già này. Cây hương này không cần lửa đốt mà từ từ tan chảy, cũng không khác gì hương bổn tôn, thời gian chậm chậm trôi qua. Không bao lâu sau cây hương kia chỉ còn một nửa. Đột nhiên Vương Lâm mở miệng, ngươi làm sao biết khi ta rời đi nhất định sẽ hiện ra ở nơi này đại hồn môn của ta có thần thông đạo thuật tên là hồn diễn đạo dùng thuật này tính toán thì có thể tính ra nhiều chuyện tiên cương đại lục người đông có rất nhiều phương pháp tính toán trong tiên tộc ta đạo huyền quốc sư của thánh hoàng là đệ nhất lực lượng của người này có thể tính toán ra đối kháng với ba vị đại quốc sư của hoàng tộc cổ quốc tam mạch thuật hồn diễn đạo của đại hồn môn chúng ta chỉ mới là bước đầu trọng điểm không phải là tính toán người khác mà là thay đổi bản thân khiến cho người khác khó có thể tính được mình. Ngươi nếu muốn học ta có thể truyền cho ngươi. Thời gian đã sắp hết, ta đang đợi quyết định của ngươi. Thanh Ngưu chân nhân mỉm cười nói. Vương Lâm nhìn thoáng qua cây hướng bằng tuyết đã không còn nhiều lắm. Ánh mắt lóe lên, thân thể đột nhiên bước về phía sau nửa bước. bổng nguyên chân thân cũng cất bước. Chỉ thấy dưới chân Vương Lâm hiện lên gần sóng, thân ảnh trong phút chốc biến mất khỏi thiên sơn. Hành động đột ngột của hắn Thanh Ngưu chân nhân không ngăn cản, thậm chí thần sắc cũng không biến hóa chút nào nhìn vương lâm biến mất khẽ lắc đầu trước khi cây hương tan hết nếu ngươi là người năm đó tổ tiên khi di chuyển tới thiên ngưu châu chọn địa hỏa chủ mạch này để xây dựng đại hồn môn đã nói tới thì ngươi sẽ trở lại bởi vì ở nơi này có thần thông vào tin tức ngươi muốn có nhưng nếu như ngươi không trở về thì rõ là ngươi không phải nếu không phải vậy thì hắn nhắm mắt lại thì thào tự nhủ cây hương bằng tuyết kia không còn nhiều lắm từ từ bị hòa tan. Tại một nơi rất xa trên thiên ngưu châu, với tu vi của vương lâm phi hành phải mất một tháng, có một vùng rừng xanh biếc trên ngọn núi. Trên bầu trời lúc này xuất hiện một vùng gợn sóng, thân thể vương lâm từ trong đó bước ra. Đứng giữa không trung, nơi này cũng tràn ngập núi non, không có quy tắc gì, dày đặc vô biên, biến hình cho địa hình của thiên ngưu châu, hồn diễn đạo. Thuật này có tồn tại thật hay không thì thử một lần đã biết, ánh mắt vương lâm lóe lên, nhìn lướt quanh bốn phía không nhận thấy chút gì dị thường vùng phụ cận này có không ít sinh linh nhưng không có gì có thể uy hiếp hắn gió lớn nơi này gào thét thổi vào khu rừng khiến cây cỏ xào xào vương lâm xoay người đang đình rời đi thì trong tích tắc thân thể hắn đột nhiên chấn động hắn mơ hồ phát hiện ra được một thứ gì đó cúi đầu nhìn về phía thung lũng phía dưới mặt đất nơi này rất tầm thường nhìn như không có gì khác biệt nhưng đồng tử trong mắt vương lâm cơ rút lại đột nhiên có cảm giác dựng tóc gáy. Hắn nhìn mặt đất phía dưới, tay phải giơ lên vung một cái. Cùng phong gào thét thổi tới, cuốn đi rất nhiều cây cối trên dãy núi này. Đám cây cối này lắc lư trong nhắc mắt cả dãy núi này giống như hợp thành một chữ. Chữ này rất đơn giản, là một chữ. Vương, trầm mặt hồi lâu, ánh mắt vương lâm lộ ánh sáng kỳ dị, thân thể nhoáng lên, lại dung nhập vào thiên địa, một lần nữa hoàn toàn biến mất lần này hắn xuất hiện ở một nơi xa hơn đã tới gần phạm vi của thương long tông nơi này vương lâm đã từng tới hấp thu long hồn của tử mạch đầu tiên là nơi hắn gặp đỗ thanh hóa thành chữ ở địa điểm vương lâm ta chưa từng đi qua thì có rất nhiều cách giải thích nhưng hôm nay là nơi ta đã từng tới ta muốn xem có thể xuất hiện kỳ tích hay không thân ảnh vương lâm biến ảo ra trên bầu trời trực tiếp nhìn về mặt đất nhưng một cái liếc mắt này lại khiến thân thể hắn chấn động mạnh trong đầu ầm vang nhìn chầm chầm vào mặt đất nơi này. Mặt đất nơi này bởi vì địa hỏa mạch đã khô héo, xuất hiện những khe nước, không ngờ tạo thành một chữ. Lâm, phải ở trên bầu trời nhìn lại mới thấy được chữ Lâm này. Nhìn một hồi lâu. Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Hắn đã có thể xác định những cái khe này đều là từ lúc đó mới được sinh ra, không phải là do người ta tới tác động. Tất cả những gì ở nơi này đều là tự nhiên xuất hiện, trầm mặt một chút thân thể Vương Lâm lại nhoáng lên. Hắn không lựa chọn mục tiêu mà Na Di theo vô thức, sau khi biến mất liền hiện ra trên một vùng trời mà hắn không biết ở Thiên Ngưu Châu, thần thức Vương Lâm tản ra, không thấy bất cứ chữ viết nào trên mặt đất. Ở phía dưới hắn là một con sông uống lượng. Con sông này cũng rất tầm thường, không phải là chữ viết, nội tâm thở vào một hơi. Nhưng rất nhanh Vương Lâm liền sững người. Hắn thấy trên sông có một cây cầu đá hư hồng từ lâu cây cầu này tràn ngập vẻ tang thương, không biết đã tồn tại từ bao lâu rồi, giờ phút này đã sụp đổ, chỉ còn lại một phần bên bờ, nơi đó có một tấm bia đá bút tích mơ hồ, giống như viết tên của cây cầu này, thân thể nhoáng lên, vương lâm rơi xuống bên cạnh tấm bia đá. Liếc một cái thân thể liền chấn động mạnh, cầu quy lai, vương lâm thì thào, chương 1828, trưởng lão đại hồn môn, nội dung ẩn. Bốn chữ vương lâm quy lai này giống như do lôi đình tạo thành, lóe lên trong tâm thần vương lâm, dường như mang theo tiếng ầm vang, khiến thân thể hắn đứng bên cạnh cây cầu này chấn động lui lại phía sau mấy bước, thần sắc hắn biến hóa bất định, nhìn tấm bia đá bên cạnh cây cầu hồng, hai mắt từ từ tuôn ra hàng quang, không ngờ. Không ngờ trên tiên cương đại lục này lại có thể gặp chuyện thú vị tới thế này. Tính toán vượt năm tháng. Thần thông đạo Pháp này đúng là thú vị, đại hồn môn có duyên với ta sao, vẻ trầm tư lóe lên trong mắt Vương Lâm không biết nếu vừa rồi ta không na di vài lần thì sẽ gặp chuyện gì. Nhưng việc này cũng không cần thử nữa. Thanh ngư chân nhân của đại hồn môn cũng tốt, cường giả của tông môn này trong vô số năm qua cũng tốt. Dù là ai, nếu có thể tính ra ta sẽ tới đại hồn môn thu thập hấp thu địa hỏa chủ mạch của môn phái này, lại còn ở nơi này chờ ta đều là muốn nói có duyên với ta. Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát. Đột nhiên khuôn mặt hiện lên nụ cười, thế cục này phá vỡ rất đơn giản. Nhưng ta sao lại phải phá chứ? Ta sẽ làm trưởng lão của Đại Hồn môn này. Ta cũng muốn mượn Đại Hồn môn mà hiểu thêm nhiều điều về Tiên Cương Đại Lục, thân thể Vương Lâm bước từng bước về phía sau. Dưới chân lan ra gần sóng, trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất, thiên sơn, thanh tuyết rơi xuống, giống như vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Trong gió tuyết, ánh mặt trời cũng như mang theo màu xanh, mang theo vẻ mượt mà không nói lên lời, phủ khắp thiên địa, giống như nối liền thiên địa vậy trong gió tuyết thanh ngư chân nhân ngồi khoanh chân mái tóc bạc trắng trong gió không hề lay động thậm chí một sợi cũng không bị thổi bay trông khá kỳ dị phía trước hắn cây hương đang từ từ hòa tan chỉ còn lại một chút không lâu nữa sẽ hoàn toàn biến mất thời gian cứ thế trôi qua ngay trong tích tắc khi cây hương bị hoàn toàn hòa tan trên thiên sơn này có một đám thanh tuyết nhanh chóng ngưng tụ lại hóa thành một dòng xoáy từ bên trong đó thân ảnh vương lâm bước từng bước ra vào một khắc khi hắn đứng trên đỉnh núi tuyết, cây hương do tuyết tạo thành biến mất, ngươi đã trở về, thanh ngư chân nhân chậm rãi mở hai mắt, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, đây là công pháp hồn diễn đạo, tay phải thanh ngư chân nhân dơ lên, chụp vào hư không một cái. Lập tức u quang lóe lên, trên tay hắn xuất hiện một ngọc giảng màu tím, lộ ra khí tức tan thương, giống như đã tồn tại từ rất lâu rồi, phất tay một cái, thanh ngư chân nhân cũng không hỏi tới lựa chọn của vương lâm mà phóng ngọc giản này bay thẳng về phía hắn vương lâm giơ tay nhận lấy ngọc giản, ngưng thần quan sát thần sắc bình tĩnh thu ngọc giản lại đi thôi chúng ta quay về đại hồn môn thanh ngư chân nhân đứng dậy bước nhẹ trên thanh tuyết bước về phía trước một bước liền khiến một vòng mây ba thức hiện ra dưới chân hắn vâng là do khí biến thành hoặc nhìn như đang chuyển động rất nhanh nó tràn ngập hai chân thanh ngư chân nhân khiến cho tốc độ của hắn trong phút chốc tăng vọt Thần sắc Vương Lâm thông dong, bước về phía trước, vẫn chưa dung nhập thiên địa mà hóa thành một đạo cầu vồng, đuổi theo Thanh Ngưu chân nhân. Hai người dùng tốc độ cực nhanh, biến mất trong thiên địa, ở bên trong đại hồn môn có rất nhiều chủ phong. Vi mạch sơn có địa hỏa chủ mạch lúc trước chỉ là một trong số đó mà thôi. Nếu từ trên trời nhìn xuống thì mơ hồ có thể thấy núi non nơi này như vô tận, một vài đỉnh núi vương cao, ngẫu nhiên có những ngọn núi bị sương mù bao phủ trông có vẻ rất thần bí, lại có những mặt quỷ khổng lồ bao phủ. Phát ra hàng loạt tiếng gào thét, hình thành sóng âm truyền khắp bốn phía, 360 chủ phong hợp thành đại hồn môn, mỗi một chủ phong đều cách những nơi còn lại rất xa, nhưng cũng có khi lại rất gần, ở giữa khoảng cách đó là những sơn cốc có rất nhiều lầu các hoa lệ. Địa diện, sân rộng và rất nhiều động phủ, đệ tử của đại hồn môn có tới 10 vạn, sinh hoạt trong tông phái khổng lồ này, tu hành rất nhiều công pháp thần thông thần thông của đại hồn môn cực nhiều, ngoài công pháp truyền thừa ra, vô số năm qua nhờ hủy diệt và tranh đoạt với nhiều tông phái khác nên cũng chiếm được không ít đạo pháp truyền thừa của tông môn khác, hôm nay đã trở thành sở học của môn hạ đệ tử. Giờ phút này tại viêm mạch sơn đỏ sẫm, cảnh sắc đã hoàn toàn thay đổi. Ngọn núi đã không còn là màu đỏ mà là một màu tím sẫm, có rất nhiều khe nứt hiện ra, trong tàn phá vô cùng, thiếu phụ trên chủ phong này tên là viêm loan thần sắc nàng lúc này âm trầm, mái tóc hơi tán loạn, nhìn như có một nỗi giận đang ẩn sâu trong cơ thể, tùy lúc có thể bộc phát ra, hầu như trong tích tắc khi Vương Lâm và Thanh Ngư chân nhân từ xa đi tới, Viêm Loan lập tức phát hiện ra. Nàng xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đó, lập tức vẻ mặt bùng lên sát khí, đệ tử Viêm Mạch Phong nghe lệnh, theo vi sư đi diệt sát kẻ giặc dám hủy diệt ngọn núi của chúng ta, thân thể Viêm Loan nhán lên, hóa thành một đạo cầu vòng lao thẳng về phía trước. Phía sau nàng, hơn 10 đệ tử trung tâm vội vang đuổi theo, trong đó bất ngờ có cả phàn sang lộ và phàn sang mộng. Từ xa nhìn lại, 10 người thần trò này toàn bộ đều là nữ tử, mỗi người đều xinh đẹp động lòng người. Giờ phút này bay đi. Phía sau thân ảnh các nàng là một hư ảnh phượng hoàng. Lao thẳng về phía Vương Lâm và Thanh Ngưu chân nhân đang tiến lại từ ngoài đại hồn môn. Thần sắc Vương Lâm vẫn như trước nhưng trong lòng lại bất đồng. Lần trước là hắn lẻn vào bên trong, còn lần này là đường đường chính chính tiến vào, cả đường đi hắn và Thanh Ngư chân nhân không nói một lời, giờ phút này khi còn cách đại hồn môn không xa, Thanh Ngư chân nhân đang muốn nói chuyện thì đột nhiên nhớ mày. Vương Lâm giờ phút này cũng phát hiện ra, chỉ thấy một con phượng hoàng hư ảo từ bên trong đại hồn môn gào thét lao ra, đầu phượng là một thiếu phụ biến thành, dung nhan tuyệt đẹp nhưng lúc này bị sát khí bao phủ chính là thiếu phụ đuổi giết Vương Lâm trong địa hỏa chủ mạch, tên trộm cướp kia, ngươi hủy ngọn núi của ta, việc này không thể bỏ qua, thiếu phụ này căn bản không cho thanh ngư chân nhân nói chuyện. Tu vi nàng có thể tới bậc này, sao không nhìn ra được vấn đề? Lão tổ tự mình dẫn người về, xem ra không giống bắt giữ mà ngược lại như dẫn khách về vậy, cho nên lúc này nàng mở miệng chính là lập tức nói rõ nhân quả, cho dù là lão tổ muốn ngăn cản cũng phải giải thích mới được. Dù sao nàng cũng là một trong những trưởng lão của đại hồn môn. Viêm Loan chẳng những dung nhan tuyệt mỹ mà còn rất có tâm kế. Nàng không một mình tiến tới mà còn mang theo tất cả đệ tử trung tâm. Nếu lão tổ muốn bên vực đối phương thì chẳng khác nào đã bỏ qua một mạch của nàng, mà bị đám đệ tử chứng kiến thì cũng không khác nào việc nào không còn có thể lưu lại đại hồn môn. Đây chẳng khác này là không để cho nàng một chút thể diện nào, ngoài ra Viêm Loan này còn xuất ra hư ảnh phượng hoàng. Hư ảnh này cực kỳ khổng lồ, tỏa ra uy áp mang theo một khí thế rất lớn trong đại hồn môn, luồng khí thế này không phải là để cho lão tổ nhìn mà để dẫn động các trưởng lão ở chủ phong khác, cũng khiến một số người có giao hảo với nàng sau khi cảm ứng liền bay ra, hành vi như vậy chẳng khác nào dưới con mắt của mọi người, đứng trên đạo lý mà nói thì dù lão tổ cũng không dễ dàng gạt đi được, trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà có thể nghĩ ra nhiều điều như thế đã đủ thấy tâm cơ của nàng rất bất phàm. Giờ phút này nàng gào thét lao tới, khiến cho từ các ngọn núi trong đại hồn môn cũng có nhiều khí tức cường hãn ầm ầm bốc lên, hóa thành thân ảnh một đám người bay tới nơi này. Đám người này tu vi cũng không giống nhau, cao nhất là không kiếp sơ kỳ, có cả người mới đạt không linh, đa tạ lão tổ bắt tên giặc này trở lại. Tên trộm kia, ta muốn xem lần này ngươi làm sao mà trốn thoát, thân thể viêm loan nhán lên, lao thẳng về phía vương lâm. Thiếu phụ tuyệt mỹ này hóa thành đầu phượng hoàng, trong nháy mắt đã ập tới, từ xa nhìn lại, con phượng hoàng này như nuốt cả trời đất vậy, một luồng khí tức không kiếp ầm ầm tràn ra từ con phượng hoàng này. Chẳng qua luồng tu vi này có chút không yên, trong tích tắc bột phát liền giống như tụt xuống. Hiển nhiên là thiếu phụ tuyệt mỹ này vừa rồi đánh một trận với Vương Lâm đã bị thương, hơn nữa sau khi nhìn thấy cảnh ngọn núi bị hủy hoại thì lại càng chịu lửa giận công tâm, thậm chí không kịp chữa thương đã lại thấy Vương Lâm xuất hiện, hai mắt Vương Lâm lóe lên hàng quang, chẳng nhưng không lui lại mà còn cười ha hả tiếng cười vang vọng, trong nháy mắt truyền ra. Hắn nếu đã chuẩn bị gia nhập đại hồn môn, trở thành trưởng lão thì cũng cần lập uy. Lão tổ đại hồn môn biết mình đến từ động phủ giới, hơn nữa cùng biết mình là đạo cổ nhất mạch. Do vậy Vương Lâm cũng không cần ẩn giấu nữa, lập tức bộc phát ra. Còn chuyện sau này thế nào thì là việc lão tổ phải lo, trong lòng đã có quyết định, thân thể Vương Lâm bước từng bước về phía trước, tay phải dơ lên, nắm quyền đánh mạnh vào hư không, thần chấn, binh tu liệt vị, một quyền này ầm ầm đánh lên thiên không, lập tức khiến bầu trời ầm vang, vặn vẹo trong phạm vi lớn. Giống như hóa thành một dòng xoáy khổng lồ, nhanh chóng chuyển động. Dường như thiên địa vận chuyển khiến vạn vật vận chuyển theo, chỉ có mình vương lâm là bất động, thiên địa chuyển động, dòng xoáy vạn vẹo xuất hiện trong tích tác. Phượng Hoàng do viêm loan biến thành cũng bị kéo vào, xuất hiện vẻ vạn vẹo. Hư ảnh của Phượng Hoàng dường như bị dòng xoáy hấp dẫn giống như sắp sụp đổ vậy. Lúc đầu Vương Lâm thi triển thần thông vô tiên này nên chiến chiến lão quỷ, tu vi chiến lão quỷ cũng là không kiếp sơ kỳ. Hôm nay Vương Lâm lại thi triển lần nữa, thuật này lại càng kinh người. Trong tích tắc khi thần chấn xuất hiện, nhiều trưởng lão đại hồn môn bốn phía thần sắc đại biến. Cho dù là viêm loan lúc này đồng tử trong mắt cũng co rút lại. Nàng không phải giao thủ với Vương Lâm lần đầu, nhưng chưa bao giờ thấy hắn thi triển thuật này, khí tức đạo cổ đây là khí tức của tu sĩ cổ quốc người này người này không phải là tu sĩ tiên tộc ta hắn là tu sĩ cổ quốc thanh ngư chân nhân nhướng mày thầm than tay phải bỗng nhiên hướng về phía bầu trời vung lên một luồng khí tức mênh mông biến ảo ra trong thiên địa bao phủ bốn phía hoàn toàn ẩn dấu khí tức đạo cổ của vương lâm khiến cho bên ngoài không thể cảm thụ được yêu thuật phong hỏa thành sơn vương lâm đứng trên bầu trời thân ảnh cao vời vợi mái tóc bạc tung bay hoặc nhìn tràn ngập uy nghiêm. Hắn vương tay bỗng nhiên thu lại, quyền biến thành trưởng, vung về phía trước, chương 1829, thiên ngư tử hồn, nội dung ẩn, trong tích tắc khi hắn vung tay lên, hư ảnh phượng hoàng bên ngoài thân thể viêm loan lập tức tan nát. Thiên địa vạn vẹo xoay tròn, từng luồng gió lửa thiêu đột chợt hiện ra, vần quanh vương lâm, hình thành tám trụ khói thông thiên, yêu khí tung hoành, bốc lên như lan vên, có những tiếng gầm rống thê lương từ trong trụ khói truyền ra bao phủ bốn phía, tám trụ khói kia không yên mà vần quanh vương lâm, giống như gió lốc lao thẳng tới viêm loan, bao phủ toàn bộ thân thể nàng trong cơn lốc, khiến tiếng động ầm 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 vang lên kinh thiên động địa. Cảnh tượng này khiến trưởng lão bốn phía nhìn thấy thần sắc trở lên vô cùng ngưng trọng. Thần thông của vương lâm quá mức kinh người, dù là bọn họ vào một khắc nhìn thấy cũng có cảm giác kinh hãi. Đây thuần túy là thần thông của đạo cổ, không giống nửa điểm với thần thông của tiên tộc ta. Thần thông của đạo cổ hầu hết đều không phải thi triển một lần là xong mà là nhiều lần dung hợp chồng lên nhau, trong một khắc cuối cùng mới bộc phát ra lực lượng kinh thiên. Thân phận người này quá mức mẫn cảm, lão tổ vì sao lại mang hắn về? Tu vi người này nhìn như tầm thường nhưng thần thông này dù là ta gặp phải cũng đành lui bước. Thậm chí không cẩn thận một chút là tử vong ngay, tu sĩ cổ quốc thân thể kinh người. Lực lượng thân thể người này nhất định bất phàm, mái tóc phim loan tung bay toán loạn ở trong bốn cơn lốc do gió lửa biến thành, trước mắt hôn ám, bên tai truyền tới những tiếng hí rống, còn có lực hút vô tận giống như muốn xé nát thân thể nàng, một luồng cảm giác nguy cơ sinh tử bất ngờ truyền vào tâm thần, hắn rút cục là ai? Thần thông hỏa diễm lúc trước vốn đã kinh người, nhưng không ngờ hắn lại còn có thần thông kinh khủng khác, viêm loan không kịp nghĩ nhiều, cắn lưỡi phun một nguồn máu tươi, cánh tay vung lên liền bắt lấy đám máu tươi này, vuốt mạnh một cái, lấy huyết mạch của ta, triệu mời tiên tổ anh hồn phá không tới nơi này hồn huyễn trở về giọng nói của viêm loan vang lên chói tai mang theo một luồng lực xuyên thấu truyền vào cơn lốc này rơi vào tai mọi người ở bên ngoài chỉ thấy viêm loan bóp nát đám máu trong tay khiến từng luồng sương mù máu nhanh chóng lan ra kẻ ngón tay nàng một lượng lớn sương mù máu liên kết lại tạo thành một con đường máu đỏ sẫm con đường máu này lan tới hư không vô tận không biết thông tới đâu một tiếng gầm trầm trầm từ sâu trong con đường ầm ầm truyền ra trong nháy mắt. Chỉ thấy sâu trong con đường máu giống như mở ra một không gian kỳ dị, một thân hình đầy khí tức huyết sắc, bên ngoài thân thể bao phủ vô tận quan hồn thê lương từ không gian đó bước ra, trong tích tắc khi thân hình này bước lên trên con đường máu, thiên địa biến sắc, là đệ cửu tiên tổ, hồn huyễn thuật của viêm loan không ngờ lại có thể triệu hồi cả đệ cửu tiên tổ. Nàng từ lúc nào lại có được ý chí tới cường độ này, đệ cửu tiên tổ, trong đại hồn môn có một bức bích họa miêu tả cuộc đời giết chóc của hắn. Phong ấn 10 triệu đạo hồn, có thể nói là cường giả đời đi, đệ cửu tiên tổ năm đó tu vi đạt tới đỉnh phong, khiêu chiến đạo nhất thiên tôn thất bại. Bị đạo nhất thiên tôn giết chết nhưng niệm tình hắn nên không diệt hồn, cho hồn hắn quay trở lại tông môn. Những tiếng xôn xao liên tiếp vang lên trong tích tắc khi thân ảnh tràn ngập huyết sát kia xuất hiện trên con đường máu phía sau viêm loan. Thân ảnh huyết sát đó khuôn mặt không rõ ràng, ngay cả thân thể cũng mơ hồ. Nhưng huyết sát khí lại bốc lên kinh thiên động địa. Trong chớp mắt khi xuất hiện liền bước về phía trước một bước, một bước này hạ xuống khiến thiên địa ầm vang. Một luồng uy áp mang theo sát khi nhanh chóng khuếch tán ra. Con lốc gió lửa bên ngoài thân thể viêm loan bị ầm ầm cuốn đi, giống như không thể thừa nhận lực lượng này. Ngay cả tâm thần vương lâm cũng chấn động, hai mắt lộ hàng quang, đạo thuật của đại hồn môn quả nhiên kinh người vị trí trưởng lão này đối với ta mà nói có vô số lợi ích dù là hồn diễn đạo hay là hồn huyễn đạo thì cũng cực kỳ cường đại ta phải học mới được ánh mắt vương lâm lóe lên dưới sát khí và uy áp kinh khủng này thân thể lui lại ba bước khí tức đạo cổ trong cơ thể chợt bốc lên nhất thời ở phía sau vương lâm hiện ra một hư ảnh đạo cổ khổng lồ trong nháy mắt hư ảnh này ngưng thật hoặc nhìn giống hệt chân thân hắn mặc một bộ giáp cổ xưa hình dáng không ngờ lại giống hệt vương lâm, vừa lui lại phía sau, tay phải vương lâm liền thu lại, ngón trỏ vương ra. Điểm về phía trước một chi, ma đạo, sanh tử nghịch động, một chỉ này khiến thần sắc viêm loan lại biến đổi. Nàng cảm nhận được rõ ràng thân thể vốn có sinh cơ mênh mông, lúc này nhanh chóng biến thành tử khí. Một cảm giác suy yếu tràn ngập toàn thân nàng, cùng lúc với một chỉ này của vương lâm, một luồng tử khí nồng đậm đột nhiên xuất hiện. Tử khí này là của vô số sinh linh tử vong ở đại hồn môn trong những năm qua, trong một chỉ này liền dung nhập trở thành một bộ phận của tử khí, tử khí như biến, cuồn cuộn dân trào, khiến cho bên ngoài đại hồn môn như hóa thành một vùng biển chết, tràn ngập những tiếng gào thét thê lương. Dưới thần thông này, các trưởng lão của đại hồn môn ở bốn phía thần sắc đại biến, thân thể không cần nghĩ ngợi, đều vội vàng lui lại phía sau. Chỉ có những người có tu vi cực cao thì mới dám đứng tại chồ, nhưng thần sắc cũng rất ngưng trọng. Ánh mắt họ nhìn về phía Vương Lâm đã lộ vẻ kiên kỵ rất đậm, tử khí này trong tích tắc đã trở nên dày đặc, nhưng còn lâu mới chấm dứt. Theo từng luồng tử khí từ trong mặt đất đang nhanh chóng tràn ra, bao phủ bốn phía, bên tai Vương Lâm dường như nghe thấy tiếng gầm rống mơ hồ từ sâu trong lòng đất truyền tới, tiếng gầm rống này là của Thiên Ngưu, dưới mặt đất này từ xưa đã phong ấn Thiên Ngưu. Ngày đó Thiên Ngưu giống như bị vây trong trạng thái chết giả, thân thể hóa thành mặt đất thần thức hóa thành linh hồn nuôi dưỡng vạn vật. Linh hồn đó dù bị trấn áp nhưng nó vẫn có một luồng ý chí bất khuất, luôn luôn tồn tại. Giờ phút này Vương Lâm dùng đạo pháp nghịch chuyển sinh tử, từ sâu trong lòng đất liền bộc phát ra một luồng tử khí cực kỳ khổng lồ, đủ để bao trùm cả thiên địa. Luồng tử khí này ầm ầm bộc phát, khiến mặt đất chấn động, giống như cả thế giới bị một vùng sương mù che phủ, tử khí nồng đậm tràn lên bầu trời, dung hợp với biến chết, bất ngờ ở trước người vương lâm hóa thành một con thiên ngưu khổng lồ, thần sắc thiên ngưu này dữ tợn. Hai mắt đỏ bừng, mang theo một tiếng gào thét không cam lòng tử vong, kinh thiên động địa, thiên ngưu này vừa xuất hiện liền khiến cả đại hồn môn hoàn toàn chấn động, thân thể các trưởng lão ở bốn phía rung lên, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi, thiên ngưu, đây... Đây chẳng lẽ là thiên ngưu? Hắn không ngờ lại biến ảo ra được hình thái của thiên ngưu, đây là chuyện không có khả năng làm sao có thể thế này ngay cả một số lão quái vốn không xuất hiện chỉ tỏa ra thần thức trong đại hồn môn lúc này tâm thần cũng chấn động đều từ trong ngọn núi bay ra nhìn về phía thiên ngưu mang theo tử khí kinh người trên trời thậm chí có một số lão quái tu vi thâm sâu cảm thấy trận đánh này chẳng đáng nhìn lúc này cũng biến sắc ở sâu nhất trong đại hồn môn trên một ngọn núi chí cao lúc này có một lão già đang ngồi khoanh chân hình dáng hắn giống hệt như thanh ngưu chân nhân hắn chính là bổn tôn của thanh ngư chân nhân hai mắt hắn vốn nhắm nghiền giờ phút này đột nhiên mở ra lộ vẻ kích động hiếm thấy hồn có thể dẫn động cả thiên ngư người mà tổ tiên nói chính là hắn rồi vô số năm trước tổ tiên sở dĩ di chuyển đại hồn môn tới thiên ngư châu này sở dĩ chọn địa hỏa chủ mạch này đều là vì đợi người này người này có thể dẫn động thiên ngư đến từ động phủ dời người này chính là hắn hắn không phải là người của tiên cương đại lục Hắn đến từ động phủ giới. Thậm chí hắn ở một mức độ nào đó cực kỳ giống với 72 mảnh thú bị phong ấn dưới 72 châu của tiên tộc. Thiên ngư đến từ thiên ngoại, cũng không phải là sinh linh của tiên cương đại lục. Người này cũng vậy. Cho nên hắn mới dẫn động được hồn phách thiên ngư. Trong tích tắc khi thiên ngư tử khí kinh thiên xuất hiện, sắc mặt viêm loan trắng bệt. Nàng không thể nào ngờ nổi trận đấu pháp này lại có thể diễn biến tới mức này. Một tiếng riết cào vang lên trong thiên địa chỉ thấy thiên ngưu đầy tử khí kia ngửa đầu gầm nhẹ, cuốn động cả biển chết, thân thể lao thẳng về phía viêm loan. Đồng thời thân ảnh trên con đường máu phía sau lưng viêm loan lúc này cũng bước ra nửa bước, lúc này đã đi liên tiếp ba bước, mỗi một bước hạ xuống, sắc mặt viêm loan càng thêm tái nhợt nhưng một luồng uy áp càng ngày càng mạnh lại từ trong thân ảnh đầy huyết sát kia ầm ầm tràn ra, đối kháng với tử khí của thiên ngưu, tiếng ầm ầm vang vọng trong thiên địa thiên ngư đầy tử khí cùng với thân ảnh huyết sát kia dù chưa tới gần nhau như uy áp đã va chạm trong không trung trong tiếng chấn động này dường như thiên địa nghịch chuyển thân ảnh huyết sát kia vạn vẹo cuối cùng tiêu tán nhưng thiên ngưu mang theo tử khí cũng tan nát tử khí này tiêu tán bị cuốn đi thân ảnh thiên ngưu đầy tử khí này chỉ là một bộ phận ý chí của thiên ngưu biến thành còn xa mới bằng được thiên ngưu thật sự nhưng dù là thế lực lượng ẩn chứa trong nó cũng không hề kém thần, yêu, ma, cổ đạo vô tiên, vương lâm thì thào, vương ngón tay biến thành trưởng, vỗ nhẹ một cái về phía trước. Một trưởng này khiến lực lượng tam tộc cổ trong thân thể hắn nhanh chóng dung hợp, cuối cùng hóa thành một luồng. Hắn nắm quyền một lần nữa, hung hăng đánh về phía trước. Trong nháy mắt lực lượng này bộc phát ra, một quyền cổ đạo vô tiên này khiến hư ảnh khổng lồ đạo cổ mặt áo giáp cổ xưa phía sau vương lâm bỗng nhiên mở to miệng, gầm lên một tiếng vô hình, theo một quyền của vương lâm ầm phát ra một quyền này đánh lên hư không nhưng lại có chín tầng sóng gợn truyền ra làn sóng này lan khắp bầu trời khiến mặt đất kêu lên răng rắc bầu trời chấn động ầm ầm các lầu cắt trên mặt đất còn có tất cả mọi thứ ở ngoài đại hồn môn lúc này đều lấp lánh ánh sáng màu xám nhanh chóng hóa thạch viêm loan phun một ngụm máu tươi thân thể nhanh chóng lui lại phía sau giờ phút này sắc mặt nàng đại biến ánh mắt nhìn về phía vương lâm đã tràn ngập sợ hãi mắt thấy chín tầng sóng gợn trong nháy mắt sẽ đánh thẳng tới Viêm Loan, đột nhiên một tiếng quát khẽ vang lên trong thiên địa, "Đủ rồi. Viêm Loan, ngươi lui ra. Không được vô lễ với trưởng lão mới của chúng ta. Còn về viêm mạch phong của ngươi thì lão phu sẽ bồi thường. Chương 1830, khắc chết hắn đi." Nội dung ẩn, cùng với tiếng quát khẽ này, một luồng thần thức cường hãn trực tiếp bao phủ bốn phía, vô thanh vô tức va chạm với cổ đạo vô tiên của Vương Lâm chín tầng sóng gợn liền lần lượt sụp đổ, trong tích tắc liền biến mất, hóa thành một vùng ánh sáng tiêu tán. Thân thể viêm loan cũng trong khi thần thức này giáng xuống mà bị vãng ra ngoài, liên tục lui lại phía sau trăm trượng mới có thể dừng lại. Lùng thần thức cường hãng này bao phủ khiến cho cả đám trưởng lão đại hồn môn bốn phía trầm mặt, thiên địa kịch biến cũng từ từ trầm xuống. Ở giữa viêm loan và vương lâm, nơi thần thức giáng xuống xuất hiện một lão già. Lão già này mặc áo xanh, tóc bạc phơ phơ, chính là bổn tôn của thanh ngưu chân nhân. Trong tích tắc khi thân thể hắn ngưng thật, bổn nguyên chân thân bước từng bước tới, dung hợp với bổn tôn, hóa thành một hư ảnh mơ hồ phía sau hắn. Một luồng khí tức kinh khủng từ trên thân thể lão già này lan ra, theo cảm thụ của Vương Lâm thì đã vượt qua thời kỳ thất thải tiên tôn lúc toàn thịnh nhất, không kiếp hậu kỳ. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh nhưng đồng tử lại ầm thầm co rụt lại, tham kiến lão tổ. Sau khi thân thể lão già này biến ảo ra, các trưởng lão của đại hồn môn đang trầm mặt bốn phía đều không người nói, ngay cả viêm loan kia sắc mặt dù âm trầm, biến hóa bất định cũng cúi đầu cung kính ra mặt. Chỉ có mình vương lâm là đứng đó không cúi đầu. Vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt đảo qua người thanh ngư chân nhân, viêm loan, vương trưởng lão là người lão phu mời về. Hắn chính là một trong các trưởng lão của đại hồn môn chúng ta. Về phần viêm mạch phong của ngươi, lão phu sẽ tạo một ngọn núi và động phủ mới tàn hồn các ngươi có thể tiến vào ba ngày. Thanh ngư chân nhân chậm rãi mở miệng, nhìn về phía thiếu phụ tuyệt mỹ tên Viêm Loan. Viêm Loan trầm mặt, vốn không cam lòng nhưng nghĩ lại thần thông đáng sợ vừa rồi của Vương Lâm thì đành trầm mặt gật đâu. Việc này coi như bỏ qua. Tất cả mọi chuyện liên quan tới vương trưởng lão ta là bí mật của đại hồn môn, không được truyền ra. Người nào vi phạm sẽ bị xử lý theo môn quy, thần sắc thanh ngư chân nhân nghiêm túc, trầm giọng nói, ánh mắt đảo qua mọi người bốn phía, cuối cùng rơi lên người vương lâm, vương trưởng lão, hoan nghênh gia nhập đại hồn môn, khuôn mặt thanh ngư chân nhân nở nụ cười, vương lâm cũng mỉm cười, ông quyền hướng về phía thanh ngư chân nhân khách khí vái một cái. Khi ánh mắt mọi người bốn phía ngưng tụ trên người mình, vương lâm cười nói, vương mỗi lần đầu tới, nếu có chỗ lỗ mãn mong chư vị đạo hữu chớ có để trong lòng, vẻ mặt vương lâm mỉm cười, lời nói cũng không kiêu ngạo, khá ôn hòa hơn nữa có thủ đoạn thần thông mà hắn vừa rồi biểu diễn lập uy, lại có những lời nói này, lập tức liền có những trưởng lão đại hồn môn bốn phía ôm quyền đáp lễ, vương trưởng lão quá khách khí rồi. Mọi người ngày sau đều là đồng môn, tất nhiên sẽ có trợ giúp nhau, ha ha, vương trưởng lão tu vi bất phàm thần thông lại càng kinh người. Tu sĩ chúng ta cường giả vi tôn, làm gì có chuyện lỗ mãn chứ? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Vương trưởng lão nếu có thời gian thì xin mới tới Tùng Vân Phong ngồi chơi, lão phu có đồng nữ dân tiên trà, chúng ta có thể uống trà luận đạo, bốn phía đều không ngừng khách khí, không cũng không hề thiếu kiên nhẫn mà mỉm cười đều trả lời. Tất cả trưởng lão lúc này cáo lui rời đi, hóa thành từng đạo cầu vòng trở lại ngọn núi của mình, rất nhanh, trên bầu trời của đại hồn môn liền chỉ còn viêm loan và vương lâm cùng thanh ngưu chân nhân. Còn ở phía xa xa là đệ tử của viêm loan, trong đó có vàng sang mộng nhìn về phía vương lâm ánh mắt tràn ngập phức tạp vương trưởng lão trước tiên ở trong đại hồn môn lựa chọn một ngọn núi làm động phủ của kim đi lão phu có thể ra tay bố trí cho ngươi một phen đợi sau khi ngươi quen thuộc đại hồn môn rồi thì ngươi hãy tới tìm ta mỗi một trưởng lão của đại hồn môn đều có một cơ hội tiến vào tàng hồn cát nơi đó có rất nhiều công pháp thần thông ngươi có thể lựa chọn mặt khác còn có ba phần lễ vật đã chuẩn bị từ rất lâu cho ngươi rồi giờ ngươi đã tới, ba phần lễ vật này lão phu liền thay mặt tổ tiên tặng cho ngươi. Đối với ngươi, những vật này tất có công dụng trọng yếu, lời nói của thanh ngư chân nhân vừa thốt lên, đối với vương lâm rất coi trọng, khiến viêm loan nghe được rõ ràng hết thảy. Nàng trầm mặt, trong lòng thầm hừ lạnh nhưng không mở miệng, vương lâm hơi gật đầu, ánh mắt nhìn về vị trí của đại hồn môn. Hắn có thể nhìn thấy ngọn núi màu đỏ sẫm lúc này đã tan nát vô cùng, trông rất ảm đạm. Hơi trầm ngâm một chút, Vương Lâm cũng không có thù oán quá sâu với Viêm Loan, lại nói cũng đều là do hắn chủ động trêu chọc đối phương, biến động phủ đối phương thành ra thế kia. Đổi lại là ai thì cũng khó chịu nổi, Thanh Ngưu tiền bối. Động phủ của ta không cần tìm kiếm nữa, cứ chọn Viêm Mạch Phong là được, ngón tay Vương Lâm chỉ về ngọn núi đã bị tàn phá, ảm đạm kia, còn về động phủ mới thì xin cấp cho Viêm Loan là tốt nhất, Vương Lâm hướng về phía thiếu phụ tuyệt mỹ mỉm cười nói: Hiếu phụ này sửng sốt, thần sắc hơi hỏa hoàng đi, tuy vậy trong lòng vẫn chưa hết giận. Thấy Vương Lâm mỉm cười với mình, nàng hừ lạnh trừng mắt nhìn Vương Lâm một cái, thanh ngư chân nhân nhìn cảnh tượng này. Cười ha hả gật đầu nói, cũng tốt. Ba ngày sau ngươi có thể tới thanh thiên phong tìm ta, thanh ngư lão tổ vừa nói, tay phải vừa dơ lên chụp vào hư không một cái. Lập tức một ngọc giảng biến ảo, bay về phía Vương Lâm. Miếng ngọc giản này có thể tùy ý đi vào hầu hết cấm chế của đại hồn môn. Vương Lâm tiếp nhận ngọc giản, không nói gì thêm, thân thể nhoáng lên liền tiến thẳng tới ngọn núi ảm đạm kia. Khi đi ngang qua đám đệ tử của Viêm Loan, bước chân Vương Lâm hơi sững lại, ánh mắt khó lường nhìn thoáng qua Phàn Sang Mộng. Phàn Sang Mộng bị ánh mắt của Vương Lâm đảo qua, tâm thần rung lên, vội vàng cúi đầu. Tu vi của nàng không tầm thường, cũng giống Đỗ Thanh đều là bảy lần huyền kiếp. Nàng năm đó có thể cùng với muội muội trở thành đạo nữ của Thất Thải Tiên Tôn, tất cả đều không quan hệ tới tu vi mà là bởi vì nàng là đệ tử của Đại Hồn Môn, mà phương diện này còn có một nguyên nhân sâu xa hơn, liên quan tới cơ duyên. Nếu không thì với tu vi không kiếp sơ kỳ năm đó của Thất Thải Tiên Tôn thì quả quyết sẽ không lấy nàng làm đạo nữ, Thất Thải Tiên Tôn cả đời hay thay đổi, si tình đa tình, người ngoài không nhìn ra nội tâm của hắn nhưng cả đời của hắn cho tới sau khi đề cao tu vi. Đạt tới không kiếp trung kỳ vẫn đối với vàng sang mộng như trước. Từ đó có thể thấy được tình cảm của hắn, có lẽ cũng vì vậy mà sau khi hắn biết vàng sang mộng có quan hệ mập mờ với liên đạo phi song, nỗi giận dữ trong lòng to lớn tới mức nào cũng có thể tưởng tượng được, động phủ của ta thiếu một nữ tỳ. Nữ tử này không sai, viêm loan, tặng nàng cho ta đi, bước chân vương lâm sững lại, trong nháy mắt nhìn thấy vàng sang mộng liền giơ tay phải lên chỉ tới một chỉ này chỉ tới khiến tâm thần vàng sang mộng chấn động nghe thấy lời nói của vương lâm sắc mặt lập tức đại biến ngươi nằm mơ à viêm loan thật vất vả mới khiến tâm tư bình tĩnh lại sau một câu nói này của vương lâm lập tức bộc phát ra hai mắt nàng tràn ngập sát khí ngược lại khiến nàng có một vẻ đẹp khác thường vương lâm cười ha hả thân thể hóa thành một đạo cầu vòng bay vào trong đại hồn môn một chỉ vừa rồi của hắn thực tế có hàm nghĩa khác. Sau khi Vương Lâm rời đi, Viêm Loan đột nhiên nhìn về phía vàng sang mộng, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Không biết đang nghĩ gì, bị ánh mắt của sư tôn nhìn đến, vàng sang mộng cắn môi dưới, nội tâm không yên, cúi đầu không nói lời nào, bên trong đại hồn môn, bên trên viêm mạch phong đã ảm đạm. Vương Lâm đứng đó, thần thức tỏa ra khắp ngọn núi. Ngọn núi này bởi vì địa hỏa chủ mạch khô héo nên giờ đã như vất đi, ngay cả sơn thế cũng không còn nghiêm chỉnh, giống như chỉ dùng lực một chút là sụp đổ vậy, nhưng tất cả đối với Vương Lâm mà nói đều không đáng ngại. Chân phải hắn dơ lên bước nhẹ một cái, lập tức hỏa bổn nguyên chân thân huyển hóa ra phía sau hắn, dung nhập vào bên trong ngọn núi. Trong chớp mắt khi bổn nguyên chân thân dung nhập vào bên trong ngọn núi, ngọn núi này đột nhiên bộc phát ra biển lửa nồng đậm, giống như nối liền thiên địa, vần quanh cả ngọn núi, khiến cho cả ngọn núi bị thiêu đốt bừng bừng mất đi lực lượng của hỏa diễm thì ta liền bổ sung cho ngươi mất đi hỏa ý chí thì ta lợi dụng ý chí của ta thành sơn vương lâm thì thào dùng ngọn lửa thiêu hủy toàn bộ cấm chế lúc trước một lần nữa hình thành cấm chế lúc này màu sắc của ngọn núi lập tức từ ảm đạm biến đổi lại trở thành màu đỏ đậm như mặt trời mà so với quá khứ nó còn đỏ hơn không ít ngọn lửa trên ngọn núi này giống như thiêu đốt tới vĩnh hằng vĩnh viễn không thể bị dập tắt cảnh tượng này viêm loa nhìn thấy liền khiến nàng cắn chặt hàm răng vẻ hỏa hoàng khi vương lâm tiếp nhận ngọn núi bị tàn phá này lập tức tan thành mây khói ta với hắn không đội trời chung trong lòng nàng bừng bừng lửa giận bị đè nén trong đó cho tới sau khi thanh ngưu lão tổ bố trí cho nàng một ngọn núi thì nàng lập tức triệu phàn sang mộng tới phàn sang mộng ngươi đi tới viêm mạch phong không phải vương lâm kia muốn ngươi làm nữ hầu sao ngươi đi làm cho ta sư tôn sắc mặt phàn sang mộng đại biến, thân thể run rẩy quỳ ở trên mặt đất, thần sắc vô cùng đáng thương, giống như sắp rơi nước mắt vậy, vẻ mặt nàng rơi vào mắt viêm loan chỉ đổi lại là một tiếng hừ lạnh, họ vương này chính là người mà trước đây ngươi nói với ta, tới từ động phủ giới sao. Hừ, thu lại mị hoặc của ngươi đi. Mị công của ngươi đối với vi sư vô dụng, ngươi bản tính phóng đảng, khắc chết đạo lữ thất thải tiên tôn của ngươi, cũng bởi vì ngươi khiến liên đạo phi mất tích trong động phủ giới của Thất Thải Tiên Tôn, loại bản lãnh này của ngươi vi sư không có, nhưng nếu ngươi dùng tốt ở trên người Vương Lâm kia, khắc chết hắn thì vi sư sẽ không bạc đãi ngươi. Chương 1831, hồn diễn đạo lôi, bên trong đại hồn môn, ngọn núi có động phủ của Vương Lâm cực kỳ đặc biệt, ngọn lửa thiêu đốt giống như vĩnh viễn không bị dập tắt. Bừng bừng bốc cháy nhưng lại không hề có chút khói nào bốc lên chỉ thấy thiên địa bốn phía quanh ngọn núi bị biển lửa làm cho vạn vẹo, khiến cho ánh mắt nhìn cảnh vật như hư ảo, bên trong này nhiệt độ rất cao, lại gần một chút là mồ hôi tuôn ra như tắm. Nếu lại gần hơn một chút thì ngay cả máu trong cơ thể cũng như sôi trào, cả viêm mạch phong vương lâm chỉ để lại ba động phủ, còn toàn bộ hủy diệt hết. Ngọn núi này hôm nay chỉ còn mình hắn, khoanh chân ngồi trong động phủ vốn thuộc về viêm loan, bổ nguyên chân thân biến ảo ra phía sau vương lâm, chậm rãi dung nhập vào ngọn núi, giống như hóa thành một thể với ngọn núi này. Khoanh chân ngồi thổ nạp một chút, Vương Lâm mở hai mắt, ánh mắt lóe lên, đại hồn môn, tay phải Vương Lâm phất lên, lập tức trong tay có thêm một ngọc giản màu tím, lan tỏa ra khí tức cổ xưa, hồn diễn đạo. Cả đời này người am hiểu tính toán nhất mà ta gặp là thiên vận tử. Còn cả đạo thuật của Thanh Lâm. Loại thần thông suy diễn tính toán này có tác dụng rất lớn năm đó ta mượn hồn phách phân thân của thiên vận tử tính toán liền thoát khỏi mấy lần nguy cơ sinh tử, hôm nay có thần thông hồn diễn đạo nơi tay, ta phải học mới được. Nếu không thì e rằng trên tiên cương đại lục này nửa bước cũng khó đi, quan trọng hơn nữa là ẩn giấu bản thân, khiến người khác khó có thể tính ra, vương lâm trầm ngâm, thần thức lan ra bao phủ ngọc giảng trong tay, nhưng vào lúc này, vương lâm đột nhiên ngẩng đầu. Cả viêm mạch phong vốn dung hợp với bổn nguyên chân thân của hắn, có thể nói ngọn núi này như chân thân của hắn, hắn rõ ràng cảm thấy bên ngoài núi xuất hiện một nữ tử, nữ tử này dừng bước bên ngoài núi, trầm mặc một chút liền cúi đầu, giọng nói nhu hòa êm tai truyền vào, đệ tử Phàn Sang Mộng phụng lệnh sư Tôn Dân tặng, ứng với lời của trưởng lão, tới cầu kiến, Phàn Sang Mộng, Vương Lâm mỉm cười, cúi đầu không để ý tới nàng nữa mà thần thức tràn ngập ngọc giảng trong tay, chậm rãi nghiên cứu, hồn diễn đạo, đạo thành hồn, diễn tìm mệnh trong tích tắc khi thần thức của Vương Lâm dung nhập trong ngọc giảng, một giọng nói già nua vang lên trong tâm thần hắn. Giọng nói này dường như có một luồng lực lượng kỳ dị, khiến cho Vương Lâm đắm chìm vào trong đó, hiểu được ý nghĩa của hồn diễn đạo. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã qua một tháng, Phàn Sang Mộng vẫn đứng bên ngoài ngọn núi, cúi đầu chờ đợi. Nhiệt độ cao ở nơi này tầng tầng ập tới khiến cho quần áo nàng ướt nhẹp mồ hôi, dán chặt trên người, rất không thoải mái nhưng nàng vẫn đứng đó đợi Vương Lâm triệu kiến. Loại cảm giác này khiến nàng rất bất đắc dĩ, nhớ lại cảnh tượng năm xưa. Hai mắt khi cúi đầu lại hiện lên vẻ oán độc nhưng rất nhanh đã bị ẩn đi. Trong động phủ trên ngọn núi, Vương Lâm mở hai mắt, nhìn ngọc giảng trong tay, trầm mặt nửa ngày. 49 triệu ký hiệu phù giáp, mỗi một ký hiệu đều cần thời gian và linh hồn lạc ấn, 10 vạn ký kiệu mới là tiểu thành. 27 triệu ký hiệu là trung, 49 triệu mới là đại thành thuật này khá quỷ dị, nhập môn đơn giản nhưng muốn tiến thêm một bước thì sự gian nan cũng quá kinh người. Mà càng về sau thì những ký hiệu này lại càng phức tạp. Tạo linh hồn lạc ấn càng tốn nhiều thời gian. Đây là hồn diễn đạo của đại hồn môn sao, Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát, thần sắc có hơi cổ quái, dựa theo thời gian mà Ngọc Giảng này nói thì thuật này nhập môn chỉ cần 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, những người tu vi bước thứ 30 người phải tới 9 người có thể hoàn thành 10 vạn ký hiệu minh tự Nhưng nếu muốn đạt tới trình độ trung thì cần tới 999 năm Mà không có lúc nào là không phải bế quan Việc này cũng có thể Tu sĩ bế quan ngàn năm cũng không phải là hiếm thấy Nhưng nếu muốn đại thành thì 49 triệu ký hiệu minh tự không ngờ phải bế quan 17 vạn 8 ngàn năm Điều này, Vương Lâm Cao Mày Hắn mơ hồ đã hiểu vì sao thanh ngưu lão tổ lại nhanh chóng đưa cho hắn đạo thuật trân quý của đại hồn môn này, thuật này căn bản là không thể đại thành. Nhiều nhất cũng chỉ đạt tới trình độ bậc trung mà thôi, hừ lạnh một tiếng, vương lâm nhắm hai mắt lại, tiếp tục chìm đắm trong việc đặt ấn ký linh hồn lên minh tự. Rất nhanh, vào hoàng hôn ngày thứ ba, khi thiên địa bị bao phủ bởi một màu vàng ống ánh, vương lâm lại một lần nữa mở mắt, quả nhiên là giống như thời gian trong ngọc giảng phán đoán ba ngày là thành công tạo ấn ký trên 10 vạn minh tự, tay phải vương lâm dơ lên, bắt quyết điểm vào mi tâm. Lập tức bên ngoài thân thể hắn bay ra một đám hồn khí, rất nhanh ngưng tụ trên đỉnh đầu vương lâm, hóa thành một người tí hon. Kẻ này chỉ lớn cỡ ba tắc, thân thể là do 10 vạn ký hiệu minh tự có lạc ấn linh hồn của vương lâm biến thành. Người tí hon này cũng không giống vương lâm, chỉ có đôi mắt, không có mũi hay miệng, thậm chí cả tai cũng không có, nhẹ nhàng nhảy một cái, Người tí hon này lập tức rơi xuống trước người Vương Lâm, khi Vương Lâm duỗi tay ra liền nhảy lên đứng trên bàn tay hắn, nhìn người tí hon này, ánh mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị. Trên thân thể kẻ này có 10 vạn ký hiệu lóe lên lấp lánh không ngừng, mơ hồ khiến người ta có thể nhìn thấy nhưng thần thức đảo qua lại hoàn toàn không có. Khi Vương Lâm nhìn người tí hon này, nó cũng nhìn lại Vương Lâm, ánh mắt trong suốt, ẩn chứa thần thức không nói lên lời. Trong chớp mắt khi ánh mắt nhìn nhau, Vương Lâm có cảm giác hoảng hốt, hồn diễn vạn ngày, tìm huyền diệu của bản thân, Vương Lâm đột nhiên mở miệng, tự tính chuyện may rủi bản thân. Trong nháy mắt khi hắn thốt lên, thân thể người tí hon trên bàn tay hắn rung lên, tỏa ra những luồng u quan, thân thể lập tức hướng về phía Vương Lâm, quỳ gối hướng về phía lòng bàn tay, bái lạy Vương Lâm, lần đầu tiên bái lạy, trong tích tắc khi đầu người tí hon này đụng vào lòng bàn tay Vương Lâm, hình như có một luồng lực lượng kỳ dị nào đó từ trong thân thể kẻ này ầm ầm lan ra, truyền vào trong lòng bàn tay Vương Lâm, tràn vào trong tâm thần hắn. Vương Lâm chỉ thấy hoa mắt, mơ hồ nhìn thấy một vùng sương mù. Vùng sương mù này tràn ngập màu máu, có thể thấy vô số thân ảnh nhưng không rõ ràng. Giờ phút này người tí hon kia lại vái lại lần nữa. Lần thứ hai khi mi tâm hắn chạm vào lòng bàn tay Vương Lâm, trong đầu Vương Lâm ầm vang, sương mù trước mắt giống như bị một luồng gió mạnh thổi tan hắn mơ hồ nhìn thấy bản thân đang đứng trên một ngọn núi ngọn núi này bị sấm sét bao phủ giống như là một toàn lôi sơn lớn tới cực điểm trong thiên địa hắn bất ngờ thấy một người giống như bị trấn áp dưới chân núi từng tia chớp từ trên trời cao giáng xuống không ngừng đánh lên ngọn núi này mơ hồ hắn lại thấy trên bầu trời có một chiến xa khổng lồ do lôi đình tạo thành trên chiến xa có một thân ảnh cũng do lôi đình hóa thành cúi đầu nhìn xuống mặt đất tâm thần vương lâm chấn động hắn không cần phải nghĩ ngợi vội vàng cẩn thận nhìn tướng mạo người đang bị trấn áp nhưng lại thấy mơ hồ không rõ giờ phút này người tí hon trong lòng bàn tay hắn thân thể lại rung lên cúi đầu vái vương lâm một lần nữa trong tích tắc khi mi tâm hắn đụng vào lòng bàn tay vương lâm thân thể vương lâm chấn động kịch liệt giống như vừa có thêm một luồng lực lượng khai mở sương mù khiến cho hắn nhìn rõ được hình dáng người bị trấn áp dưới chân núi người này không ngờ lại là hắn trong tích tắc khi nhìn thấy cảnh tượng này khung cảnh hư ảo trước mắt vương lâm liền ầm ầm sụp đổ hắn giống như bị một tu chân tinh đánh thẳng lên người ầm một tiếng thần thức liền con rút lại là ai trong tương lai lấy lôi sơn này trấn áp ta thần sắc vương lâm dữ tợn trong nháy mắt khi khung cảnh trước mặt sụp đổ hắn mạnh mẽ khiến thần thức của mình lưu lại ngẩng phát đầu nhìn thân ảnh trên chiến xa hắn muốn nhìn rõ người này hồn diễn đạo vận chuyển một lần nữa cho ta thấy không rõ nhưng vương lâm sao có thể bỏ cuộc tâm thần truyền ra thần thức. Người tí hon trong bàn tay hắn thân thể lại rung lên, vái lại lần thứ tư, ầm một tiếng, cả thế giới vương lâm đang nhìn giống như bị một tia sét khổng lồ đánh trúng. Ánh sáng chói mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa mơ hồ này, cũng khiến cho vương lâm trong nháy mắt nhìn thấy tướng mạo người đứng trên chiến xa, trong tích tắc này, tâm thần vương lâm chấn động, thân thể rung lên. Thế giới hư ảo trước mặt hoàn toàn sụp đổ. Hai mắt hắn sững lại, ngẩng đầu nhìn lại thì đã thấy mình ở trong động phủ, người tí hon trong lòng bàn tay hắn thần sắc quể oải, ánh mắt ảm đạm. Không nhúc nhích, trầm mặt thật lâu, Vương Lâm vẫn không thể quên hình dáng người mà mình trong khoảnh khắc nhìn thấy, không có khả năng. Sao lại có thể như vậy, thần sắc Vương Lâm lộ vẻ mê mang. Hồi lâu hắn mới nắm bàn tay, thu hồi người tí hon bé trong lòng bàn tay, dung nhập vào cơ thể, dùng hồn phách bản thân nuôi dưỡng. Việc này quỷ dị, nhưng hồn diễn đạo đích xác có thể tính toán biến hóa trong tương lai. Đợi tới khi hồn nhân tu dưỡng một thời gian ta lại có thể dùng nó tính ra vị trí của tư đồ nam, thanh thủy, lý thiến mai, vương lâm trầm ngâm, đè nén chấn động trong lòng xuống. Tu vi của hắn đạt tới trình độ ngày nay, chuyện trong đời đã trải qua nhiều, dù là trời long đất lỡ nhưng vẫn tỉnh táo như thường, ba ngày rồi. Ba lễ vật mà thanh ngư lão tổ nói tới không biết là vật gì, mà hắn còn nói ta có thể tiến vào tàn hồn cát của đại hồn môn có thể lựa chọn thần thông. Trước mắt Vương Lâm hiện ra trọng huyễn thuật của đại hồn môn, còn có thuật mà viêm loan thi triển, triệu hồi hồn phách tiên tổ của đại hồn môn. Hơi trầm ngâm một chút, Vương Lâm đứng dậy bước từng bước về phía trước, đi ra khỏi động phủ. Đứng trên ngọn núi bị thiêu đốt này, liếc mắt một cái liền thấy phàn sang mộng thân thế đã cực kỳ suy yếu ở bên ngoài. Nàng vẫn đứng nơi đó, sau khi thấy Vương Lâm hiện thần sắc mặt hiện lên vẻ phức tạp. Đang muốn nói chuyện thì thân thể Vương Lâm liền nhoán lên. Đi ra khỏi viêm mạch phong, lướt qua ngươi phàn sang mộng, ngươi, ánh mắt phàn sang mộng lộ vẻ phẫn nộ nhưng lại bị nàng nén xuống, nhìn chầm chầm vào thân ảnh Vương Lâm sau khi rời đi, hít sâu một hơi. Bình tâm tiếp tục chờ đợi, nàng đã không còn đường lui nữa rồi, thân ảnh Vương Lâm hóa thành một đạo cầu vồng. rời khỏi viêm mạch phong liền hướng về sâu trong đại hồn môn lao đi. Thanh Ngưu lão tổ lưu lại ngọc giảng phá cấm, bên trong có bản đồ, từ đó Vương Lâm biết Thanh Thiên Phong ở nơi nào. Chương 1832, Tàn hồn, sâu trong đại hồn môn có một ngọn núi vương thẳng lên trời cao. Ngọn núi này xanh biếc một màu, giống như có thể chống trời vậy. Nơi này chính là cấm địa của đại hồn môn, là nơi bế quan của Thanh Ngưu lão tổ, cả đoạn đường Vương Lâm vọt đi rất nhanh. Tầng tầng lớp lớp cấm chế đều hóa thành sóng gợn trước mặt hắn, không hề có chút tác dụng. Cho tới bên ngoài thanh thiên phong, Vương Lâm dừng thân, nhìn ngọn núi ôm quyền tức giọng vang vọng nói, vần bối Vương Lâm, xin hỏi thanh ngư tiền bối có ở trong không, toàn thân thanh thiên phong chấn động, cấm chế bên ngoài tiêu tán. Một giọng nói già nua từ bên trong đó vọng ra, ta đợi ngươi ở đỉnh cao nhất, Vương Lâm theo tiềm thức tỏa thần thức ra. Đảo qua thanh thiên phong một lần, ánh mắt nhất thời trở nên ngưng trọng. Ngọn núi này nhìn như tầm thường nhưng trên thực tế bên trong lại tồn tại một luồng khí tức cực mạnh. Khí tức này do chính ngọn núi tỏa ra, đây là do một kiện chí bảo biến thành. Vương Lâm không thay đổi sắc mặt, thân thể nhoáng lên liền bay thẳng tới đỉnh núi như vương tận trời cao kia, rất nhanh đi tới đỉnh cao nhất, trên đỉnh Thanh Thiên Phong, Thanh Ngư Chân Nhân đang ngồi khoanh chân, toàn thân mặt thanh y, gió núi thổi mái tóc bạc tung bay. Thần sắc Vương Lâm như thường, đi tới đối diện Thanh Ngư Chân Nhân khoanh chân ngồi xuống hồn diễn đạo đích xác bất phàm. 17 vạn 8 ngàn năm tu luyện, nói không chừng có thể sánh với quốc sư của tiên hoàng. Đại hồn môn ẩn giấu thật sâu, vương mổ bội phục, ngồi nơi đó, vương lâm chậm rãi mở miệng. Thanh nhiều chân nhân nghe thế cười ha hả, thần sắc cũng không có vẻ xấu hổ mà vẫn rất thong dong. Ừ, vương trưởng lão nói thế rất đúng, vừa mới tiến vào đại hồn môn đã đem vinh quang tới cho đại hồn môn chúng ta. Chuyện này thế là tốt rồi trên thực tế lão phu vẫn cho là như vậy, nếu thật sự ai có thể kiên trì bế quan 17 vạn 8 ngàn năm, cả ngày luyện hồn diễn đạo thì nhất định có thể có lực tính toán ngang với quốc sư, 17 vạn 8 ngàn năm chỉ tu hành một loại thần thông này, tu vi không tăng trưởng, sinh cơ và thọ nguyên trong cơ thể chẳng còn nữa. Có người như vậy sao? Lời nói của Vương Lâm không chút khách khí. 17 vạn 8 ngàn năm này khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Ha ha, dù sao thì lão phu cũng chưa từng nghe nói đại hồn môn có ai tu luyện hồn diễn đạo này tới đại thành. Dù là lão tổ đời thứ nhất cũng chỉ đạt tới 41 triệu ký hiệu minh tự mà thôi, nhưng vương trưởng lão thiên phú kinh người, cơ duyên nhất định không ít, nói không chừng có thể có biện pháp luyện tuyệt học của đại hồn môn ta tới đại thành. Thanh ngư chân nhân mở miệng cười nói, Thùi lắm, vương lâm không chút khách khí nói. Hắn rất ít khi nói như vậy nhưng lúc này thanh ngư chân nhân quả thực đúng là ác nhân. Lời này vừa nói ra khiến Thanh Ngư chân nhân rõ ràng sửng sốt, hiển nhiên không ngờ Vương Lâm lại có thể nói vậy. Thấy Vương Lâm trừng mắt nhìn, Thanh Ngư chân nhân đích xác cũng hơi chột dạ, cười hắc hắc, quên đi, không nói chuyện này nữa. Ở chỗ ta có ba lễ vật do đại hồn môn chuẩn bị cho ngươi, đối với ngươi có tác dụng cực lớn, vừa nói Thanh Ngư chân nhân vừa vội vàng vung tay về phía trước. Lập tức ba đạo ánh sáng biến ảo ra, hình thành ba hộp gấm bay thẳng về phía Vương Lâm. Tay áo Vương Lâm vung lên, thu ba hộp gấm này lại, cũng không thèm liếc mắt một cái. Không phải muốn mở ba hộp gấm này cần thời gian 17 vạn 8 ngàn năm chứ. Thanh ngưu lão tổ vội ho một tiếng, vội vàng mở miệng, chuyện này lão phu cũng không biết. Đây là do lão tổ đời đầu tiên năm đó chuẩn bị. Mỗi đời đại hồn môn chỉ là người trong giữ mà thôi. Hôm nay giao cho ngươi, trong đó cụ thể là vật gì thì ta cũng không biết cho dù có vấn đề gì thì ngươi cũng đừng có kiếm chuyện với ta, thấy đôi mày vương lâm nhíu lại, thanh ngư chân nhân đứng lên, tay phải dơ về hướng bầu trời điểm một cái. Lập tức bên ngoài thanh thiên phong có một khe hở lớn ầm ầm hiện ra, giống như bên trong có một không gian khác vậy. Ở trong đó có một tòa lầu chính tầng khổng lồ, lầu các này bị sương mù che phủ, như ấn như hiện. Một luồng uy áp từ linh hồn tràn ra còn chưa tiến vào cái khe mà mới chỉ liếc mắt một cái vương lâm đã cảm nhận được luồng áp lực này lão phu còn có một lò luyện đang đang luyện giờ ngươi tiến vào trong tàn hồn cát đi lựa chọn thần thông đi quy củ từ xưa truyền lại là chỉ có thể lựa chọn một lần nếu muốn lựa chọn thần thông thứ hai thì ngươi phải hoàn thành một nhiệm vụ của môn phái mới được thanh ngưu lão tổ nói xong thân thể trong tích tắc liền biến mất thuấn di mà đi vội vã rời khỏi nơi này vương lâm đứng lên không để ý tới thanh ngưu lão tổ mà nhìn vào cái khe kia, trầm ngâm một lát, sau đó cất bước đi vào trong. Trong tích tắc khi tiến vào trong cái khe này, một luồng uy áp mênh mông bao phủ toàn thân hắn. Không gian nơi này mơ hồ, không có bầu trời, không có mặt đất, cả không gian chỉ có một tòa lầu chính tầng khổng lồ bị sương mù bao phủ. Ở bên ngoài lầu cát có hai pho tượng mảnh thú, chiếm cứ nơi này, trông rất sống động, đại môn của lầu các này đóng kín, bốn phía yên tĩnh, chỉ có trong tầng thứ sáu là có ánh đèn tỏa ra trong sương mù, lấp lóe không ngừng, dường như đang có người đi lại, phía trên đại môn có ba chữ lớn, tàn hồn Cát, nơi này chính là thánh địa của đại hồn môn, là nơi chứa đựng công pháp thần thông các đời. Vương Lâm bình tĩnh nhìn nơi này, mơ hồ thấy sát khí bốn phía, tồn tại không ít thứ khủng bố, trầm mặt trong chốc lát, Vương Lâm dơ bước chân lên, hướng về phía đại môn của lầu các chính tầng đi tới. Trong nháy mắt khi tới gần, đột nhiên bước chân hắn sững lại, quay phát đầu nhìn về phía bức tượng mảnh thú to lớn bên cạnh. Hình dáng mảnh thú này thoạt nhìn như một con kỳ lân nhưng lại không giống. Ánh mắt Vương Lâm trong nháy mắt nhìn lại. Tượng mảnh thú này đột nhiên nhúc nhích, không gian bốn phía vạn vẹo. Một tiếng gầm nhẹ đột nhiên vang vọng trong tâm thần Vương Lâm, cầm ngọc giảng tới đây, ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn nhìn ra trên tượng đá này thực ra phong ấn một hồn phách mảnh thú rất mạnh. Hồn phách này bị trấn áp ở đây, dung hợp với tượng đã xong liền biến hóa ra đủ loại thần thông, tay phải hắn phất lên, trong tay liền xuất hiện ngọc giản thanh ngư chân nhân tặng. Ngọc giản này vừa mới xuất hiện, Vương Lâm chỉ cảm thấy trước mắt có hồng quang lóe lên, ngọc giản liền biến mất. Miệng tượng đá nhúc nhích giống như đang nhấm nháp, một lát sau phun ra miệng ngọc giản nọ, có thể vào tàn hồn cát, tuyền chọn thần thông công pháp, tượng đá sau khi truyền thần niệm xong liền từ từ không động đậy nữa, không gian cũng không còn vặn vẹo, hóa thành bình thường tốc độ nhanh thật, đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại. Hắn vừa rồi không nhìn rõ động tác của tượng đá. Lúc này hơi suy tư một chút liền biết thực tế hồng quang chính là lưỡi của mảnh thú này. Sau khi tượng đá bất động, đại môn của lầu các chính tầng này từ từ mở ra một khe hở. Một luồng dao động linh hồn từ bên trong lan ra, khiến uy áp ở nơi này càng nặng. Vương Lâm không thay đổi sắc mặt, cất bước đi vào đại môn, tiến vào qua khe hở này trong nháy mắt khi hắn bước vào trong tầng thứ nhất của tàn hồn cát hắn thấy được bí mật của tàn hồn cát này nơi này là một căn phòng lớn tới mấy ngàn thế giới tông có những người đang khoanh chân lơ lửng ở nơi này nhắm mắt không nhúc nhích nhưng từ trên cơ thể họ tỏa ra tu vi rất mạnh mẽ ánh mắt vương lâm đảo qua thân thể những người này đám người này có cả nam cả nữ và có trẻ có nhưng toàn bộ đều là hồn thể trên mỗi một hồn thể này ẩn chứa một loại thần thông công pháp tàn hồn cát vương lâm thì thào ánh mắt đảo qua sau khi thấy được cầu thang thông tới tầng thứ hai phát ra u quang dường như có cấm chế tồn tại nếu tu vi không đủ thì không thể đi tới hiển nhiên chính tầng của tàn hồn các này tầng càng cao thì công pháp càng tinh diệu tay áo vương lâm vung lên lướt qua mấy trăm hồn thể này hướng tới cầu thang lên tầng trên trong tích tắc khi bước chân hắn hạ xuống một luồng lực lượng bài xích đột nhiên bùng lên giống như muốn ngăn cản vương lâm tiến tới luồng lực bài xích này hơi cường đại có thể ngăn cản tất cả tu sĩ không phải bước thứ ba. Chẳng qua đối với Vương Lâm mà nói thì nó chẳng đáng gì. Thần sắc hắn thông dong, nhẹ nhàng cất bước, bước lên bậc thang đầu tiên của cầu thang, đi tới tầng 2, tầng 2 của tàn hồn các này cũng có mấy ngàn hồn thể. Trên người chúng lan ra khí tức của công pháp, so với tầng 1 còn cường đại hơn mấy lần nhưng ánh mắt Vương Lâm đảo qua vẫn không tìm ra được hai loại thần thông là trọng huyễn thuật và thuật triệu hồi hồn phách tiên tổ của đại hồn môn. Công pháp nơi này đại để đều chỉ cần tu vi không niết là có thể minh ngộ ra, vi lực bất phàm, nhưng đối với ta mà nói thì đã vô dụng rồi. Vương Lâm trầm ngâm, đi theo cầu thang lên tầng 3, tầng 3, tầng 4, tầng 5. Thời gian Vương Lâm dừng lại không dài. Đi tới trong tầng 5 của tàn hồn cát, hồn thể chợt giảm bớt chỉ còn tầm 100 hồn lơ lửng nơi này. Khí tức công pháp lan ra trên người chúng mơ hồ đạt tới cảnh giới không huyền, hiển nhiên nơi này thuộc về tu sĩ không huyền. Đám thần thông công pháp này dù vương lâm không nhìn thấy khẩu quyết biến hóa nhưng dựa vào cảm ứng vẫn biết là chúng đều có uy lực rất lớn lao. Bất cứ hồn thể nào ở nơi này nếu đưa ra bên ngoài có thể tạo thành hiệu quả thế nào thì vương lâm không biết nhưng nếu đặt trong động phủ giới thì đủ để tạo thành một hồi tai kiếp lớn lao. Chẳng qua thần thông công pháp này dù rất kinh người nhưng vẫn không phải thứ Vương Lâm muốn chọn. Hắn nhìn thấy cầu thang tới tầng 6, ánh mắt lóe lên, đi về hướng đó. Trong nháy mắt khi bước chân hắn hạ xuống, trong đầu Vương Lâm ầm vang một tiếng, giống như bị thương nặng, thân thể đột nhiên chấn động, bước chân dừng ở đó. Thân thể không nhúc nhích nữa, ở trong tầng thứ 6, Viêm Loan đang ngồi một chỗ, đỉnh đầu có một hồn thể đang khoanh chân lơ lửng một tia hồn khí từ trong hồn thể này lan ra, chui vào thiên linh của nàng. Trong tích tắc khi bước chân vương lâm bước lên cầu thang tầng 6 này, viêm loan bỗng nhiên mở hai mắt, thần sắc lộ vẻ kỳ dị. Lúc này có thể đi tới tàn hồn các thì rất có khả năng là vương lâm kia. Hừ. Người này tu vi quỷ dị, không có khả năng chỉ là không linh hậu kỳ giống như vẻ ngoài. Mà lúc này xem hắn có khả năng đi lên hay không là có thể phán đoán ra tu vi chính thức của hắn chương 1833, đánh cuộc. Trong nháy mắt khi Vương Lâm bước lên bậc thang của tầng thứ 6, trên thanh thiên phong, thanh ngư chân nhân vừa mượn cớ đi luyện đang lúc này đang ngồi khoanh chân trong động phủ, đột nhiên mở hai mắt, năm tầng đầu không có công pháp hắn muốn sao. Tầng thứ 6 này muốn vào phải có tu vi và ý chí của tu sĩ không kiếp. Tu vi Vương Lâm này còn chưa tới không kiếp nhưng trên người có rất nhiều bí ẩn, nói không chừng có thể tiến vào tầng thứ 6 chẳng qua tầng thứ sáu cũng phải là cực hạn của hắn. Còn về tầng thứ bảy và tầng thứ tám, một khi đi vào sẽ dẫn tới thiên biến trong đại hồn môn. Người có thể tiến vào những tầng này trong đại hồn môn cũng không quá năm người. Còn về tầng thứ chín thì, trừ ta ra chưa ai có thể tiến vào, lão tổ đời đầu năm đó tính toán biến hóa trong thiên địa. Cũng từng nói qua, vương lâm này 300 năm sau mới có thể tiến vào tầng thứ chín. Thanh Ngưu chân nhân mỉm cười, nhắm mắt không nói gì thêm. Trên cầu thang thông từ tầng thứ 5 lên tầng thứ 6, thân thể Vương Lâm vẫn không nhúc nhích. Hồi lâu, hai mắt hắn liền lóe lên hàng quang, thở dài một hơi, ảo thuật thật lợi hại, trong nháy mắt vừa rồi, hắn đã trải qua vô số thế giới ảo thuật. Thời gian ngắn ngủi không tới nửa nén hướng đối với hắn mà nói giống như mấy năm, giờ phút này sau khi tỉnh táo lại, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, chân trái dơ lên bước tiếp một bước, rơi vào bậc thang thứ hai trong chớp mắt này, đầu óc hắn lại ầm vang, nhưng thần sắc Vương Lâm không biến hóa chút nào, ánh mắt lấp lánh, chân trái hạ xuống, chân phải lại dơ lên, liên tiếp bước tới bảy bước, mỗi một bước chân hạ xuống, tâm thần hắn đều ầm vang. Một luồng áp lực cường đại giống như muốn đầy bật hắn khỏi bậc thang, chỉ là cấm chế mà cũng muốn cản bước ta, cổ thần tinh điểm trên mi tâm Vương Lâm, yêu ma tinh điểm trong mắt hắn chợt hiện lên. Từ trong thân thể hắn truyền ra những tiếng bùng bùng, dùng thân thể mạnh mẽ tới cực điểm để chống cự luồng áp lực này, lại cất bước tiến tới năm bậc thang nữa. Giờ phút này khoảng cách giữa hắn vào tầng 6 chỉ còn không tới 8 bậc thang là hắn sẽ tiến vào tầng 6. Tu sĩ có tu vi không kiếp ta cũng đã đánh rồi, cấm chế này chẳng qua chỉ bắt chước ý chí của tu sĩ không kiếp mà thôi. Ý chí của Vương Lâm sinh ra trong động phủ giới, bước vào tiên cương đại lục này, lại còn phân thân ở trong tầng hư vô có tư cách như cổ tổ và tiên tổ cấm chế này còn chưa đủ trong thân thể vương lâm chợt tràn ngập một luồng ý chí lực kinh người thần sắc hắn thông dong cất bước tiến tới từng bước một không hề dừng lại chút nào tiến về tầng thứ sáu không nhanh không chậm vương lâm bước qua bảy bậc thang chỉ còn lại một bậc thang cuối cùng bậc thang này vương lâm nhấc chân lên định đặt xuống trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng không ngờ hắn lại đang đứng trên một vách núi bước chân hạ xuống sẽ rơi vào vực sâu ở sâu trong vách núi có tiếng gió gào thét thê lương vang vọng chỉ thấy từng đám oan hồn giống như sương khói lượng lờ ầm ầm nhầm về phía vương lâm lao tới nhìn những oan hồn đang xông tới ánh mắt vương lâm lộ vẻ suy tư hắn không sốt ruột mà trầm ngâm phát hiện ra sự quỷ dị bốn phía đây là do cấm chế biến ảo ra nhìn thì đơn giản nhưng chỉ cần có đủ ý chí mạnh mẽ tiến về phía trước không chú ý tới vách núi và oan hồn là có thể bước qua nhưng vương lâm lại có cảm giác không đúng Giờ phút này oan hồn đã ra khỏi vách núi hơn phân nửa, khoảng cách tới vương lâm không tới trăm trượng, chỉ trong nháy mắt đã áp sát, còn không tới mười trượng. Cấm chế ảo thuật này cũng rất xảo diệu, vương lâm miễn cười, thân thể thoáng một cái. Bước chân không thay đổi, hướng về phía trước, bên ngoài vách núi bước tới. Trong nháy mắt khi bước chân này hạ xuống, đám oan hồn lộ ra vẻ hứng phấn kích động, giống như chúng đang chờ vương lâm làm thế, nhưng trong tích tắc khi bước chân vương lâm hạ xuống, đột nhiên sóng gợn hiện lên, thân thể hắn từng bước biến mất. Trong nháy mắt khi hắn biến mất, thế giới hư ảo này ầm ầm sụp đổ, ở lối vào tầng 6 tàn hồn cát, thân thể vương lâm bước một bước, không dẫm lên bậc thang cuối cùng mà lướt qua, bước lên cạnh cửa tầng 6, trong nháy mắt khi hạ bước chân, đầu óc vương lâm ầm lên một tiếng, bình tĩnh trở lại, cũng trong giờ phút này, trên thanh thiên phong, thần sắc thanh ngư chân nhân cũng không hề bất ngờ, khẽ gật đầu không hổ là người được lão tổ đời đầu tính toán ra, không có ai báo trước, lần đầu tiên đã thành công tiến vào tầng 6. Điểm này đúng là hiếm có, ngươi không ngờ lại lên được đây, trong tầng 6, hai mắt viêm loan sững lại, nhìn về phía vương lâm, ngươi có thể, vương mổ vì sao lại không thể, thần sắc vương lâm bình tĩnh, từng bước tiến về phía trước. Hắn vừa rồi bước ra một bước, trực tiếp vọt lên, không hề lướt qua bậc thang cuối cùng nếu hắn bước vào bậc thang này thì e rằng công sức trước đây đều vô ích. bậc thang cuối cùng này không thể bước lên, chỉ có thể bỏ qua. từ cổ chí kim trong đại hồn môn có không biết bao nhiêu người cố gắng tiến vào tầng thứ sáu này đều thất bại ở đây, mà tàn hồn các mục khi thất bại thì chỉ có thể dừng lại, đợi tới lần tiếp theo có cơ hội tiến vào mới có thể thử một lần nữa. hừ, hẳn là có người sớm nói cho ngươi biết huyền ảo của cầu thang lên tới tầng thứ sáu. phiêm loan bình tĩnh mở miệng tưởng rằng mình đã nắm được đáp án, thần sắc vương lâm như thường, liếc nhìn viêm loan một cái, chưa mở miệng mà tản thần thức ra, quan sát tầng thứ sáu này. Số lượng hồn thể lơ lửng trong tầng này so với tầng 5 ít hơn rất nhiều, chỉ có hơn 60, nhưng từ mỗi một hồn thể nơi này đều tỏa ra khí tức cực kỳ cường hãn, hiển nhiên là bên trong ẩn chứa công pháp chỉ có tu sĩ không kiếp mới có tư cách đạt được. Hành động này của Vương Lâm rơi vào mắt Viêm Loan, hiển nhiên là cam chịu suy đoán của nàng nàng liền nhắm mắt lại, không để ý tới vương lâm nữa. Dù sao nơi này cũng là tàn hồn cát, cấm đấu pháp. Nàng tuy là trưởng lão đại hồn môn đã nhiều năm nhưng cũng không dám vi phạm, tàn hồn cát chỉ là nơi lựa chọn công pháp. Nơi này là thánh địa của đại hồn môn. Trong đó có rất nhiều bí ẩn khó có thể tưởng tượng, điểm này viêm loan hoàn toàn rõ ràng, thần thức vương lâm đảo qua hơn 60 hồn thể kia. Ở trong này hắn tìm thấy đa trọng huyễn thuật, tìm thấy thần thông viêm loan thi triển triệu hồi hồn phách kia nhất là từ hồn thể phía trên viêm loan lúc này đúng là thuật dẫn hồn mà vương lâm muốn tìm cả tầng thứ sáu này rất yên tĩnh vương lâm hơi trầm ngâm thất bước đi về phía trước hai chân hắn bước lên tầng thứ sáu khiến ván gỗ phía dưới phát ra những tiếng lạch cạch trong không khí yên tĩnh này lại hơi chói tai khiến cho viêm loan mở mắt trong mắt hiện lên vẻ tâm ghét vương lâm không để ý chút nào tới viêm loan trong tiếng lạch cạch liền đi tới gần hồn thể chứa đa trọng huyễn thuật, cẩn thận quan sát. Từ từ hắn nhíu mày, viêm loan chú ý tới thần sắc vương lâm, trong lòng thầm cười lạnh. Nàng tất nhiên hiểu vì sao vương lâm cao mày. Trên thực tế nàng lần đầu tiên tới nơi này, khi thấy trọng huyễn thuật này của đại hồn môn cũng phải nhíu mày. Trọng huyễn thuật của đại hồn môn ở nơi này chỉ có ngũ trọng đạo Pháp. Ngươi nếu tự tin có thể đi tới tầng 7. Nơi đó nghe nói có thêm lường trọng. Nếu ngươi có bản lãnh hơn thì có thể đi tới tầng thứ 8, cũng có thể đi tới tầng 9. Bên trong tầng chí có đa trọng huyễn thuật đầy đủ của đại hồn môn. Ồ, Vương Lâm nhìn viêm loan một cái, ánh mắt đảo qua hồn thể đang ở trên đỉnh đầu nàng, dẫn hồn thuật này cũng không đầy đủ. Chẳng lẽ ở tầng 7 mới có thêm, đương nhiên. Đại hồn môn chú ý thực lực nhất. Ngươi nếu có thực lực hiển nhiên có thể lấy được bản đầy đủ. Cửa vào tầng 7 ở nơi này ngươi có dám tới thử một lần không? Viêm Loan cười lạnh, tay phải giơ lên chỉ về phía không xa, ở vị trí đó có một cầu thang cổ kính, thông tới tầng 7 của tàn hồn cát. Tàn hồn các này rất kỳ dị. Không có bất cứ cấm chế chống bụi nào. Do đó cầu thang này đầy bụi. Thoạt nhìn như rất lâu rồi chưa có người bước tới. Chỉ có tới gần một chút mới thấy cầu thang này không phải không có dấu chân. Chỉ là dấu chân đó rất nhạt, đã bị tro bụi bao phủ rồi ngươi có thể đi lên sao? Viêm loan nhìn vương lâm cười kinh miệt, vương lâm không nói gì, nhìn cầu thang nọ, khẽ cau mày. Tầng thứ bảy sợ là chỉ khi có được tu vi tương đương không kiếp trung kỳ mới có thể bước lên cầu thang này. Đối với vương lâm mà nói, việc này hơi gian nan, thế thì lại càng không phải nói tới tầng thứ tám. Còn cả tầng chín cuối cùng, nếu không có bản lãnh đi tới thì không nên kén chọn nữa. Công pháp thần thông ở nơi này cũng đủ để ngươi dùng cả đời rồi. Viêm Loan kết luận là Vương Lâm không có tư cách đi tới, lời nói cũng không có quá cay độc nhưng lại ấn hàm sự khinh thường. Nghe những lời này của Viêm Loan, Vương Lâm đột nhiên bật cười. Hắn xoay người nhìn Viêm Loan. Thiếu phụ tuyệt mỹ này giờ dù mang theo án khí nhưng dung nhan chẳng những kém đi mà ngược lại càng động lòng người. Chỉ là loại vẻ đẹp thế này dưới mắt Vương Lâm cũng chẳng khác gì xương khô hay là chúng ta đánh cuộc một phen. Nếu ta lên được tới tầng 7 thì ngươi cuộc gì? Vương Lâm nhìn Viêm Loan, chậm rãi nói, giọng nói của hắn vang vọng thấp tầng sáu, rơi vào tai Viêm Loan khiến thần sắc Viêm Loan sững lại. Nàng nhìn thoáng qua lối lên tầng 7, trong lòng âm trầm hẳn, Vương Lâm này nói thế có mấy phần là thật. Hừ, tầng 7 này ở đại hồn môn người có thể đi vào có thể đếm trên một bàn tay. Ta cũng đã từng thử qua nhưng căn bản không thể vượt nổi bảy bậc thang. Tu vi người này mặc dù hơi thần bí nhưng ta đã đấu với hắn hai lần ta nếu không thể lên được thì hắn nhất định không thể, những lời này của hắn hiển nhiên là đang tìm cớ xuống thang mà thôi. Một khi ta không đồng ý thì hắn có thể tránh được để tài này. Ta cũng không thể tiếp tục dùng lời nói đã kích hắn nữa, ngươi nếu có thể bước lên tầng 7 thì ta sẽ dùng vật này đánh cuộc. Viêm loan sau khi suy nghĩ cẩn thận, ánh mắt chợt lóe lên, tay phải vung lên. Một chiếc ô màu lam xuất hiện trước mặt nàng, còn ngươi, nếu không tiến vào được tầng 7 thì lấy vật gì đánh cuộc đây? kim loan nhìn chằm chằm vào vương lâm lời nói lạnh như băng